Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 110. Kim Cang Phật Thể. Đây là phương pháp tu luyện thân xác của Phật gia, lấy Phật pháp tôi luyện thân xác, là một phương thức tu luyện thân xác đặc biệt. Lúc này giọng nói của trụ trì đột nhiên lại vang lên trong đầu Diệp Huyên, Diệp công tử, Kim Cang chi pháp, vô tâm hỗ tâm, không cần tâm, không lấy lục trần vạn pháp, không thể phá hủy. Bởi vì không thể phá hủy, cứng như kim cương, dù cho tập trung hàng trăm vạn sức mạnh thần thánh cũng không cách nào phá tan nó. Cho nên Kim Cang Phật Thể này còn được gọi là Kim Cang Tâm, ý chỉ vô cùng kiên cố, có thể đập tan mê chướng trong lòng, nhìn thấu bản thân. Trừ việc đó ra, người có Kim Cang Phật Thể, không nhân không quả, sau khi chết không vào vòng luân hồi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía trụ trì, không nhân không quả. Không vào luân hồi. Trụ trì gật đầu, đúng vậy, Kim Cang Chi Tâm là thứ vô địch. Vẻ mặt của Diệp Huyên có chút kỳ lạ, vô địch. Có thể phá giải nhân quả trên người mình không? Diệp Huyên lắc đầu. Hắn có chút mơ hồ rồi. Ngay vào lúc này, trụ trì lại nói, Diệp công tử, Kim Cang Phật Thể này, trong cổ tự có ghi rằng, người tu luyện Kim Cang Chi Thân thì gần như giống với vạn Phật bất diệt của vùng cực lạc. Nếu như ngươi tu luyện thành Kim Cang Chi Thân, e rằng ngay cả ta cũng khó mà thương tổn được ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên có chút ngưỡng mộ, mạnh đến vậy sao? Trụ trì lắc đầu, vốn dĩ không mạnh như vậy. Nhưng Diệp công tử có điểm khác biệt, bởi vì thân xác của Diệp công tử quá mạnh, hơn nữa còn cực kỳ đặc thù, có được các loại thể chất, cộng với Kim Cang Chi Thân nữa, có thể nói, thân xác của Diệp công tử sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Với trình độ này, ta cũng không có cách nào phán đoán ra được, dù sao thì chắc chắn sẽ vô cùng mạnh. Diệp Huyên cười nói, ta rất mong đợi. Trụ trì mỉm cười, sẽ không khiến Diệp công tử thất vọng. Diệp công tử, bây giờ ngươi có thể vận hành tâm pháp Kim Cang Phật Thể, để hộ pháp cho cơ thể ngươi vận chuyển chu thiên. Nói rồi, hai tay hắn chắp thành hình chữ thập, rất nhanh chóng, càng ngày càng có nhiều sức mạnh Phật pháp tràn vào trong cơ thể của hắn. Diệp Huyên chậm rãi khép mắt, tâm pháp của Kim Cang Phật Thể đã nằm trong đầu của hắn, mặc dù hắn không hiểu rõ cho lắm, nhưng dù sao cứ làm y như thế là được. Rất nhanh sau đó, thân thể Diệp Huyên đột nhiên lay động, ngay lập tức có một tia kim quang bao phủ lấy toàn bộ võ đường. Trong ánh kim quang, trụ trì không ngừng dùng Phật pháp thay Diệp Huyên rèn luyện thân xác, còn Diệp Huyên tại thời khắc này cũng đang dần dần xảy ra biến đổi. Liên Hiệp Điện. Văn Chiêu Nhược rời khỏi điện đi đến chỗ Thiên Đạo đang ngồi trong ngôi đình nhỏ. Văn Chiêu Nhược quan sát Thiên Đạo Lục Duy, hắn đang ở cổ tự. Thiên Đạo Lục Duy gật đầu, ta biết. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, cổ tự liên thủ với hắn rồi. Thiên Đạo Lục Duy cười nói, đó chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Văn Chiêu Nhược nhìn Thiên Đạo Lục Duy, bây giờ chúng ta nên làm gì? Thiên Đạo Lục Duy khẽ nói, đợi thôi. Văn Chiêu Nhược nhíu mày, ý của ngươi là chuyện vẫn chưa kết thúc à? Thiên Đạo Lục Duy lắc đầu, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn về phía chân trời, trong ánh mắt hàm chứa lo lắng, ta không lo đạo giới, ta cũng chẳng lo cổ tự, ta chỉ lo lắng cô gái kia. Văn Chiêu Nhược hỏi, cô gái váy trắng. Thiên Đạo Lục Duy khẽ nói, Mộ Niệm Niệm. Văn Chiêu Nhược nhíu mày, Thiên Đạo Ngũ Duy. Thiên Đạo Lục Duy gật đầu, ta không biết ý đồ thật sự của nàng ta là gì. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, người rất kiêng dè nàng ta sao? Thiên Đạo Ngũ Duy nhìn Văn Chiêu Nhược, cảm giác mà nàng ta mang lại cho các ngươi là gì? Văn Chiêu Nhược do dự một lúc, sau đó nói, không có cảm giác tồn tại. Không có cảm giác tồn tại. Thiên Đạo Lục Duy lắc đầu cười, đó chính là thứ đáng sợ của nàng ta. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, ta cảm thấy, hiện giờ uy hiếp lớn nhất của chúng ta chính là đạo giới và Diệp Huyên. Thiên Đạo Lục Duy cười nói, ngươi sai rồi. Thứ nhất, Diệp Huyên là người không cần lo lắng, người này tâm tính không ác, nếu Lục Duy chúng ta không đi hãm hại Ngũ Duy, hắn sẽ không trở thành kẻ địch với chúng ta. Còn về đạo giới, ta cảm thấy, bọn người này không thể nào có được đạo kinh một cách dễ dàng như vậy. Việc này, bây giờ vẫn rất phức tạp. Nói rồi,
nàng ta nhìn về phía Văn Chiêu Nhược, đừng xem thường Mộ Niệm Niệm. Văn Chiêu Nhược gật đầu, được. Thiên đạo Lục Duy nhẹ giọng nói, hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi. Văn Chiêu Nhược liếc nhìn Thiên đạo Lục Duy, cười khổ, nàng biết tính cách của Thiên đạo Lục Duy không muốn tranh giành, chỉ muốn hòa bình. Thật đáng tiếc, khó mà tuân theo. Đạo giới. Lúc này ở đạo giới cũng rất loạn. Tất cả mọi người đều đang dốc sức đi tìm kiếm giáo hoàng, đặc biệt là bọn người Khương Vũ, lùng sục ông ta như điên. Còn thần đình thì đã giải tán hết rồi. Giáo hoàng vứt bỏ thần đình để chạy trốn, chuyện này khiến những cường giả của thần đình vô cùng nản lòng thoái chí. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do bọn họ cảm thấy giờ đây thần đình rất nguy hiểm. Ai dám cam đoan bọn người Khương Vũ không đến diệt thần đình? Tất cả mọi người không ai ngờ được, thần đình đã từng mạnh mẽ trước kia tan thành mây khói chỉ trong vòng một đêm. Ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tinh không, giáo hoàng cả một đường điên cuồng chạy trốn, mặc dù ông ta không đánh lại bọn người Khương Vũ, nhưng nếu ông ta cứ chạy trốn như vậy, thì bọn người Khương Vũ đúng là khó mà làm gì được ông ta. Dù sao, ông ta cũng là cường giả độn nhất cảnh. Trong tinh không, vẻ mặt giáo hoàng vô cùng khó coi. Ông ta biết, mình bị người ta chơi đều. Nhưng, ông ta lại chẳng biết ai đã chơi đều mình. Thật ra, trong khoảng thời gian này ông ta cực kỳ khủng hoảng. Bởi vì đối phương có thể đưa ông ta đi một cách cực kỳ yên lặng, thực lực này phải kinh khủng đến nhường nào. Toàn bộ đạo giới, ông ta không thể nhớ ra người nào có thực lực như thế. Vẫn biết đạo giới sẽ có người có thể đánh bại mình, nhưng không một ai có thể vô thanh vô tức đưa ông ta đi như vậy được. Rốt cuộc là ai chứ? Mấy ngày nay giáo hoàng vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Diệp Huyên. Ông ta cũng từng nghi ngờ Diệp Huyên, nhưng lại nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Mặc dù Diệp Huyên cũng rất biến thái, nhưng thực lực vẫn chưa đạt đến trình độ biến thái như vậy. Nếu không phải là Diệp Huyên, vậy thì là ai đây? Đúng lúc này, tinh không sau lưng Diệp Huyên đột nhiên rúng động, ông ta lập tức biến sắc, thoát cái biến mất khỏi nơi này. Giáo hoàng vừa biến mất không lâu, bọn người Khương Vũ xuất hiện, bọn họ có tất cả là 40 vị cường giả độn nhất cảnh. Không thể không nói, đội hình như vậy là cực kỳ nghịch thiên. Nhìn thấy giáo hoàng lại chạy mất, vẻ mặt của bọn người Khương Vũ dữ tợn đến mức đáng sợ, ông ta đột nhiên ngoảnh đầu, các vị, chúng ta không thể ngừng lại được, một khi ngừng, có khả năng ông ta sẽ mở thư phòng ra đoạt lấy đạo kinh. Nếu để ông ta đột phá được cảnh giới trên độn nhất cảnh, mọi người chúng ta đều sẽ phải chết. Đuổi theo cho ta, giết chết ông ta. Nói xong, ông ta xông thẳng ra ngoài. Những cường giả độn nhất cảnh kia cũng vội vàng đuổi theo. Thần đình. Ở thần đình lúc này, người gần như đã trốn đi hết, chỉ còn lại không gian quạnh quẽ. Lúc này, có một cô gái bước vào trong thần đình. Người này không ai khác chính là Mộ Niệm Niệm. Tay trái tay phải của Mộ Niệm Niệm đều cầm theo sâu cá nướng, nàng ta ung dung bước đến, nhìn rất mãn ý. Một lát sau, Mộ Niệm Niệm đi vào thần đường của thần đình. Nơi này vốn dĩ là cấm địa bởi vì ở đây an táng rất nhiều bậc tiền bối cường giả. Nhưng vào thời điểm này, lại biến thành nơi mà bất cứ kẻ nào đều có thể bước vào. Trong thần đường bày rất nhiều linh vị, khoảng chừng có trên 100 tấm. Mộ Niệm Niệm nhìn xung quanh chốc lát, sau đó, ánh mắt của nàng ta nhìn vào tấm linh vị được đặt cao nhất. Tịch Thiên Kiêu. Thần chủ đời thứ nhất của thần đình. Mộ Niệm Niệm cất sâu cá nướng, đồng thời điểm nhẹ về phía tấm linh vị, nó chợt rung lắc mạnh, rồi lập tức có khí tức cường đại bắn ra khỏi tấm linh vị. Oanh! Nó quét thẳng về phía Mộ Niệm Niệm. Tay phải của Mộ Niệm Niệm nhẹ nhàng trấn áp được luồng khí kia. Đúng lúc này, một bóng ảnh từ trong linh vị hiện ra. Nhưng lúc bóng ảnh kia muốn ra, thì lại lần nữa bị Mộ Niệm Niệm nhẹ nhàng trấn áp. Oanh! Sức mạnh cường đại này bao trùm lấy linh vị, khiến bóng dáng kia lại bị trấn áp vào trong linh vị. Bóng người kia, chính là Tịch Thiên Kiêu. Tịch Thiên Kiêu nhìn Mộ Niệm Niệm, ngươi không phải là người. Mộ Niệm Niệm cười nói, đúng vậy.
Tịch Thiên Kiều trầm giọng nói, các hạ có ý gì? Mộ Niệm Niệm khẽ cười nói, nếu như ta đoán không lầm thì chí bảo kính thần chiếu của thần đình đang nằm trong tay ngươi, đúng không? Tịch Thiên Kiều khép mắt lại, các hạ đến vì thứ kia sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, thứ này không thể rơi vào trong tay của người khác, nếu không thì sẽ tạo ra uy hiếp lớn đối với hắn. Tịch Thiên Kiều trầm giọng nói, giữa thần đình ta và các hạ có ân oán gì không thể giảng giải được ư? Mộ Niệm Niệm cười nói, đúng vậy. Mạc Thiên Kiều đưa mắt liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nhanh chóng nhíu mày hỏi, không có ai. Mộ Niệm Niệm nhún vai, giáo hoàng đương nhiệm của ngươi vì đạo kinh mà vứt bỏ đám người thần đình, cho nên, tất cả mọi người thần đình đều đã chạy trốn hết đi rồi. Tịch Thiên Kiều liếc mắt nhìn Mộ Niệm Niệm, chẳng nói năng gì. Trong ánh mắt của ông ta đều là nghiêm nghị. Bây giờ chưa nói tới việc ông ta chỉ là một phân hồn, cho dù có là bản tôn ở đây cũng chẳng thể nào làm gì được cô gái trước mắt này. Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, các hạ, ta và ngươi không thù không oán, ta cũng không muốn cắt đứt truyền thừa của ngươi. Như vậy đi, ta sẽ tìm đến một vị truyền nhân của thần đình, để hắn có thể nhận truyền thừa của ngươi, ngươi thấy như thế có được không? Tịch Thiên Kiêu khẽ nói, các hạ đang ép mua ép bán sao? Mộ Niệm Niệm cười nói, đúng thế, nếu như ngươi từ chối, cũng chẳng sao cả, dù sao đối với hắn mà nói, có được thân phận là người của thần đình, thì chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mạc Thiên Kiêu trầm giọng nói, đối phương là ai? Mộ Niệm Niệm chỉ vào mình, người mà ta chọn. Tịch Thiên Kiêu nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, người truyền thừa của ngươi ư? Mộ Niệm Niệm cười nói, thôi bỏ đi, thế nào đây? Ngươi có ý tưởng gì không? Nếu như có, ta có thể làm chủ, để cho hắn trở thành người thừa kế của thần đình, để thần đình của ngươi có thể tiếp tục tồn tại. Tịch Thiên Kiêu nhìn Mộ Niệm Niệm, nếu ta từ chối thì sao? Mộ Niệm Niệm nhếch khóe môi, nàng ta búng tay một cái, chỉ trong nháy mắt ta sẽ biến thần đình tan thành cho bụi. Trong nháy mắt, Tịch Thiên Kiêu bần thần. Ông ta biết rõ, cô gái trước mắt này không hề nói dối. Thần đình hiện tại, xác thực không thể ngăn nổi cô gái này. Đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm lên tiếng nói, đã nghĩ xong chưa? Tịch Thiên Kiêu nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, ta không cách nào từ chối được, có đúng không? Mộ Niệm Niệm cười nói, thứ cho ta nói thẳng, được hắn làm người truyền thừa cho thần đình của ngươi, đó là vinh hạnh của các ngươi mới đúng. Tịch Thiên Kiêu im lặng. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên lắc đầu, người lề mề quá đi mất. Nói xong, nàng ta nhẹ nhàng nắm chặt tay phải. Chỉ trong chốc lát, tấm linh vị kia mở đi, mà Tịch Thiên Kiêu trong linh vị cũng trở nên càng dần càng mờ nhạt. Chứng kiến màn này, Tịch Thiên Kiêu vội nói, có lẽ còn có thể thương lượng một chút. Thương lượng một chút. Mộ Niệm Niệm nhìn Tịch Thiên Kiêu, cười nói, ngươi cho rằng ta rảnh lắm à? Tịch Thiên Kiêu vội vàng bấm ngón tay, một cái kính màu vàng sẫm đột nhiên bay đến trước mặt Mộ Niệm Niệm. Kính thần chiếu. Trong thần đình giá trị của kính thần chiếu này còn trên cả thần minh thước, bởi vì kính thần chiếu này có được sự truyền thừa tối cao trong thần đình, ngoài ra uy lực của nó cũng vượt xa thần minh thước. Mộ Niệm Niệm nhìn kính thần chiếu ở trước mặt, cười nói cũng không tệ. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Tịch Thiên Kiêu, quấy rầy rồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Bên trong linh vị, Tịch Thiên Kiêu trầm lặng. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trong linh vị bên cạnh ông ta, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Tịch Thiên Kiêu quay đầu nhìn sang, giọng nói kia lại nói, người cô gái này chọn sẽ không phải là phế vật. Tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, ta sợ là may áo cưới cho người khác. Giọng nói kia, dù sao vẫn tốt hơn bị hủy diệt. Tịch Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thần đường, lông mày ông ta nhíu lại. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến, thần đình sẽ biến thành như bây giờ. Lúc này, giọng nói kia lại nói, đại kinh hiện thế rồi. Thần đình ta đã quấn vào trong đó rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đạo kinh. Tịch Thiên Kiêu nheo mắt lại, chẳng trách. Đạo kinh. Đừng nói người khác. Cho dù là bọn họ cũng không cách nào cự tuyệt. Nhưng,
đạo kinh lại là một vật tai họa. Chỉ có hai loại người có thể có được vật này, một là người có thực lực tuyệt đối, hai là người được trời lựa chọn. Lúc này, bên cạnh Tịch Thiên Tiêu lại vang lên một giọng nói, đừng quan tâm những điều này nữa. Người đời sau có vận may của người đời sau, chúng ta không quản được nhiều như vậy. Tịch Thiên Kiêu gật đầu. Rất nhanh, trong thần đường trở nên yên tĩnh. Chấm chấm chấm. Cổ tự. Lúc này, toàn thân Diệp Huyên bị Phật Pháp bao vây, giống như một tượng đồng. Cơ thể hắn bây giờ đã biến thành màu vàng, không chỉ như thế, toàn thân trên dưới còn có Phật Pháp di chuyển, lực của những Phật Pháp này hình thành các chữ Phật màu vàng nhỏ bé không ngừng dạo chơi khắp người hắn. Một bên, trụ trì và Chi Tuyệt yên lặng nhìn Diệp Huyên. Kim Cang Phật Thể. Thực ra, hai người bọn họ cũng muốn xem Kim Cang Phật Thể trong truyền thuyết này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nếu là người khác, muốn tu luyện thành Kim Cang Phật Thể không phải là một chuyện đơn giản, nhưng Diệp Huyên không giống, cơ thể của Diệp Huyên đủ mạnh, có thể nói, cơ thể của Diệp Huyên chính là cơ sở hoàn hảo để tu luyện Kim Cang Phật Thể. Đương nhiên, nếu không có cổ tự giúp đỡ, Diệp Huyên muốn luyện thành Kim Cang Pháp trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hắn bắn ra hai luồng ánh sáng màu vàng, không gian những nơi hai luồng sáng vàng kia đi qua đều trực tiếp biến mất. Trụ trì và Chi Tuyệt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Lúc này, Diệp Huyên từ từ đứng lên, hắn nắm chặt hai tay, hai luồng lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể nhanh chóng tập hợp lại. Hắn nhìn về phía trụ trì nheo mắt, Diệp công tử, nơi đây không chịu nổi lực lượng của Diệp công tử vẫn là chớ nên ra tay thì hơn. Diệp Huyên cười nói, trụ trì đại sư, ta đây là thành công rồi sao? Trụ trì lắc đầu, chỉ có thể nói thành công một nửa. Ngươi xem nhìn cơ thể của ngươi bây giờ đi. Diệp Huyên nhìn xuống cơ thể mình, giờ phút này toàn thân hắn tản ra ánh sáng vàng rực rỡ, vô cùng chói mắt, mà hắn không cách nào làm ánh sáng vàng này tan đi. Diệp Huyên nhìn về phía trụ trì đại sư, đây là... Trụ trì chắp hai tay lại, Kim Cang Phật Pháp, ngươi vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết những Phật Pháp kia, vẫn ở trong cơ thể ngươi, mà ngươi cần học được cách vận dụng lực của những Phật Pháp này, chỉ có như thế, ngươi mới có thể thu phóng một cách tự do. Diệp Huyên trầm giọng nói, phải làm thế nào mới có thể vận dụng lực của những Phật Pháp này? Trụ trì nói, tu Phật Đạo. Diệp Huyên. Trụ trì cười nói, Diệp công tử chớ nên lo lắng. Cổ tự ta sẽ không ép buộc Diệp công tử vào chùa xuất gia, nhưng mà, Diệp công tử có thể trở thành đệ tử tục gia của cổ tự. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, đệ tử tục gia. Trụ trì gật đầu, đúng vậy, đệ tử tục gia. Diệp Huyên hỏi, cổ tự có đệ tử tục gia nào khác không? Trụ trì do dự một lát, sau đó nói, từng có một vị, nhưng hiện tại không có. Tuy rằng cổ tự ta đã nhiều năm không thu nhận đệ tử tục gia, nhưng có thể vì Diệp công tử ngoại lệ một lần. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, đại sư, không làm đệ tử tục gia, có được không? Trụ trì nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, Phật Pháp ngươi phải tu luyện là Phật Pháp đại thừa của Phật gia ta, không truyền ra ngoài. Diệp Huyên trầm lặng. Không truyền ra ngoài. Trụ trì lại nói, nhưng là, Diệp công tử không giống người khác. Nếu Diệp công tử bằng lòng trở thành đệ tử tục gia của cổ tự ta sẵn lòng cho Diệp công tử một ngoại lệ, truyền dạy Phật Pháp Đại Thừa cho Diệp công tử. Diệp Huyên có chút do dự. Trở thành đệ tử tục gia của cổ tự. Điều này nghe có chút không đáng tin. Bởi vì bây giờ quan hệ giữa hắn và cổ tự chính là lợi dụng lẫn nhau, không chừng ngày mai sẽ là kẻ địch của nhau. Trụ trì cũng không nói nữa, quyết định như thế nào. Toàn bộ phụ thuộc vào chính Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên cười nói, được. Muốn có được lợi ích lại không trả cái giá gì, đó là điều không thể. Còn nữa, cổ tự còn không sợ, hắn sợ cái gì? Dù sao, kéo cái danh cổ tự, vẫn là có lợi. Thấy Diệp Huyên đồng ý, trụ trì mỉm cười, Diệp công tử, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử tục gia của cổ tự. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, đại sư, ta đã là đệ tử của cổ tự, có thể có bảo vật gì phòng thân không? Nghe vậy, trụ trì nheo mắt, cái quỷ gì,
vừa mới gia nhập cổ tự đã đòi bảo vật. Chi Tuyệt ở bên cạnh cũng cạn lời. Cổ tự sau này sợ là không thể yên bình rồi. Trụ trì nói, Diệp công tử, bảo vật trên người còn tốt hơn tất cả bảo vật của cổ tự ta cộng lại với nhau. Diệp Huyên chớp chớp mắt, ít nhiều cũng cho một chút đi mà. Trụ trì. Chi Tuyệt trực tiếp lắc đầu. Diệp Huyên cứ nhìn trụ trì như vậy, giải thích trọn vẹn thế nào gọi là không biết xấu hổ. Trụ trì bị Diệp Huyên nhìn có chút ngượng ngùng, ông ta do dự một lát, sau đó mở lòng bàn tay ra, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay ông ta, trụ trì đưa trường đao cho Diệp Huyên, Diệp công tử, đây là giới đao của cổ tự ta, tặng cho ngươi. Diệp Huyên đưa hai tay nhận lấy giới đao, sau đó hai tay chắp trước ngực, đa tạ trụ trì đại sư. Trụ trì đại sư không nói gì, người này đến khách khí một chút cũng không có. Diệp Huyên thu hồi giới đao, trong lòng vui như hoa nở, hắn từng được thấy qua uy lực của thanh đao này, nếu đưa thanh đao này cho Tư Đồ, với thực lực của Tư Đồ, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng cao. Tuy rằng đến cấp bậc như nàng ta đã không thèm để ý vật ngoài thân, nhưng nếu có vật ngoài thân, thì sẽ là vô cùng khác biệt. Lúc này, trụ trì đại sư đột nhiên nói, Diệp công tử, bây giờ chúng ta tu hành Phật Pháp Đại Thừa thôi. Diệp Huyên đột nhiên nói, trụ trì đại sư, các ngươi có phái người để ý đạo giới không? Trụ trì do dự, sau đó lắc đầu, không. Diệp Huyên có chút cạn lời, đại sư, chẳng lẽ chúng ta không nên nắm bắt tin tức về động thái của đám người ở đạo giới sao? Trụ trì gật đầu, nên. Nói xong, ông ta nhìn sang Chi Tuyệt bên cạnh, bố trí người đi. Chi Tuyệt chắp tay trước ngực, sau đó lui xuống. Trụ trì đại sư nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta vẫn là Phật Pháp trước đi. Diệp Huyên. Giọng của tầng 9 vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu tử, người này là thành tâm muốn ngươi quy y Phật đạo à? Diệp Huyên cười nói, ta tu kiếm. Tầng 9 nói, bất kể như thế nào, vẫn nên cẩn thận chút, rất nhiều thời điểm, sơ suất sẽ chết người. Rõ ràng là y vẫn sợ Diệp Huyên sẽ bị cổ tự lừa. Gia nhập cổ tử chẳng khác nào dính lên nhân quả Phật đạo, mà theo như hiện tại trước mắt, nhân quả Phật đạo này chưa chắc đã là chuyện tốt. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên đi theo trụ trì tu luyện Phật Pháp. Bên trong phòng, Diệp Huyên và trụ trì ngồi xếp bằng trên mặt đất, trụ trì giảng giải rất nghiêm túc, mà Diệp Huyên cũng đang chăm chú nghe, thật ra hắn không có quá nhiều ý nghĩ đối với Phật đạo, không có thành kiến, nhưng hắn cũng sẽ không thật sự quy y Phật đạo. Hắn chỉ muốn làm một người phàm tục. Hắn không chịu nổi phải thanh tâm quả dục. Nhưng mà hắn có thể nhờ vào Phật Pháp này để nâng cao bản thân. Cứ như vậy, những ngày tiếp theo Diệp Huyên mỗi ngày đều trải qua cuộc sống của hòa thượng, ăn cơm, niệm kinh, nghe Phật Pháp. Thật sự thanh tâm quả dục. Mà này hiệu quả cũng là vô cùng rõ ràng, ít nhất, lực của những Phật Pháp trong cơ thể hắn đã dần dần bị hắn khống chế. Mà uy lực của cơ thể kim cang Phật Pháp của hắn đáng sợ hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Kim cang Phật Pháp, cộng thêm tính đặc biệt của thể chất cơ thể vốn có của hắn, có thể nói, bây giờ hắn thật sự có thể cứng rắn đối đầu với những cao thủ như giáo hoàng. Cho dù không thể đánh thắng, nhưng đối phương muốn giết hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Đơn giản mà nói, hắn hiện tại đã có năng lực cùng với những cao thủ như giáo hoàng. Chỉ có điều, hắn cũng không nắm chắc có thể chém giết những cao thủ mạnh như thế. Trong căn phòng nhỏ, Diệp Huyên và trụ trì ngồi đối diện với nhau, hai người trò chuyện rất nghiêm túc và có chiều sâu, bởi vì Diệp Huyên thường xuyên cũng sẽ mở miệng hỏi, đối với Phật Pháp này, Diệp Huyên càng ngày càng cảm thấy hứng thú, mà trụ trì của cổ tự thấy Diệp Huyên trở nên ham học, cũng vô cùng vui vẻ. Đây chính là điều ông ta mong muốn. Cứ như vậy, thời gian dần trôi đi. Mỗi ngày Diệp Huyên đều đúng giờ lắng nghe bài dạy của trụ trì cổ tự, mà hiện tại, hắn đã có thể hoàn toàn khống chế kim cang Phật thể của mình, mà hắn cùng những người của cổ tự cũng càng ngày càng quen thuộc. Đối với Diệp Huyên đệ tử tục gia này, rất nhiều hòa thượng của cổ tự rất bất đắc dĩ, Diệp Huyên hoàn toàn không xem chính mình là người ngoài, một vài nơi đặc biệt của cổ tự, hắn cũng là muốn vào là vào. Mà điều làm bọn họ ngạc nhiên đó là trụ trì cổ tự cũng không ngăn cản. Vì thế, mỗi ngày sau khi học xong Diệp Huyên liền đi dạo lung tung,
nơi này chơi một chút, chỗ kia chơi một chút, lúc mới đầu, bọn họ còn khó hiểu, sau này bọn họ đột nhiên phát hiện, người này hóa ra là đang đi khắp nơi tìm bảo vật. Rất nhanh, rất nhiều người của cổ tự càng ngày càng đau đầu với Diệp Huyên. Trụ trì của cổ tự cũng là có chút đau đầu, Diệp Huyên không có việc gì lại tìm ông ta so bảo vật, đây nào phải là so bảo vật, rõ ràng chính là thèm muốn bảo vật của cổ tự. Cứ như vậy sau vài ngày đi lang thang, một tin tức đột nhiên truyền đến cổ tự. Giáo hoàng mang theo thư phòng đi đến vũ trụ lục suy. Nghe thấy tin tức này, toàn bộ cổ tự đều kinh hãi. Trong một gian phòng, trụ trì cổ tự nhìn về phía Diệp Huyên, người thấy thế nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, mặc kệ. Lúc này, một hòa thượng xuất hiện, hòa thượng trầm giọng nói, giáo hoàng kia đi về hướng vũ trụ ngũ duy rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, đây là cơ hội của chúng ta giết chết ông ta. Trụ trì cổ tự. Trong gian phòng, trụ trì cổ tự nhìn Diệp Huyên, người không phải nói mặc kệ sao? Diệp Huyên cười khổ, ông ta đến ngũ duy rồi. Nếu đối phương không đến ngũ duy, đương nhiên không cần quan tâm, nhưng đối phương đi ngũ duy, chỉ có một cách giải thích, chắc chắn là đến nhằm vào Diệp Huyên. Diệp Huyên lại nói, đại sư, ta cảm thấy lúc này là một cơ hội cho chúng ta. Thứ nhất, giáo hoàng đang nội chiến với phía trên, chúng ta phải nhanh chóng giết giáo hoàng trước phía trên, lấy được thư phòng từ trên người ông ta. Thứ hai, hiện tại đối chúng ta mà nói, tuyệt đối không thể lần nữa để cho đám Khương Vũ lấy được thư phòng. Bằng không, chúng ta sẽ lại rơi vào thế bị động. Trụ trì đại sư trầm lặng. Thực ra, ông ta càng muốn tạm thời mặc kệ, để cho giáo hoàng và đám người Khương Vũ chém giết lẫn nhau. Nhưng là, ông ta lại càng sợ thư phòng kia rơi vào tay đám Khương Vũ. Như lời Diệp Huyên nói, nếu là như vậy, bọn họ lại rơi vào thế bị động rồi. Nghĩ vậy, trụ trì đại sư đột nhiên nhìn về phía hòa thượng kia, triệu tập nhóm tăng sư khổ hạnh, chúng ta đi ngũ duy. Hòa thượng kia chắp tay lại hơi hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Trụ trì đại sư nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta lên đường thôi. Diệp Huyên gật đầu, hắn đứng dậy bước đi. Tuy rằng hắn có niềm tin vào thực lực của vũ trụ ngũ duy, nhưng nếu là cao thủ dở thủ đoạn như giáo hoàng, vũ trụ ngũ duy khẳng định là sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Rất nhanh, trụ trì cổ tự dẫn theo trưởng chi sự và ba vị tăng khổ hạnh rời khỏi cổ tự. Những người cổ tự dẫn ra ngoài toàn bộ đều là cao thủ độn nhất cảnh. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Giáo hoàng đi đến khoảng không phía trên Vu Thành, ông ta vừa mới xuất hiện, đã lập tức đánh một chưởng xuống Vu Thành ở phía dưới. Ầm. Một luồng lực lượng mạnh mẽ từ phía trên Vu Thành thổi quét xuống. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng phóng lên từ trong Vu Thành, ánh sáng vàng này đánh thẳng vào lực lượng mạnh mẽ kia. Ầm. Hai lực lượng vừa tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt cả phía chân trời rung lên kịch liệt, ngay sau đó một làn sóng khí vô hình chấn động lan ra bốn phía chân trời. Trời đất run sợ. Không trung, giáo hoàng nhìn xuống phía dưới, ở phía dưới ông ta, một hòa thượng đeo tràng hạt đang đứng đó. Chi võ của cổ tự. Chi võ này là võ tăng truyền giáo của cổ tự, thực lực của hắn ta có thể xếp trong số ba người đứng đầu cổ tự. Đối mặt giáo hoàng cũng không hề yếu hơn chút nào. Giáo hoàng nhìn chằm chằm Chi Giác, các ngươi thế mà lại ngu xuẩn như vậy. Theo ông ta, cổ tự giúp đỡ Diệp Huyên chính là ngu xuẩn, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc cho Diệp Huyên cơ hội phát triển. Một khi Diệp Huyên lớn dần lên, ai có thể ước chế và cân bằng quyền lực với hắn. Mà lúc này đây, sở dĩ ông ta đến ngũ duy là bởi vì ông ta cho rằng chính Diệp Huyên đã hãm hại ông ta. Bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra còn ai khác sẽ hãm hại ông ta. Ông ta và đám Khương Vũ nội chiến, có lợi nhất đối với ai? Tất nhiên là Diệp Huyên. Cho nên, ông ta đến vũ trụ ngũ duy. Đúng lúc này, đám Khương Vũ cũng xuất hiện ở phía chân trời, bọn họ lập tức phong tỏa khoảng không gian chỗ giáo hoàng. Khương Vũ nhìn chằm chằm giáo hoàng, giao thư phòng ra đây. Chúng ta có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giáo hoàng lắc đầu cười, Khương huynh, người vẫn luôn nói thư phòng ở trong tay ta,
ta muốn hỏi một câu, nếu thật sự ở trong tay ta sao lại trở về thần đình? Khương Vũ nhìn giáo hoàng, người nói có người hãm hại ngươi, ta hỏi ngươi, ai đang hãm hại ngươi? Diệp Huyên sao? Giáo hoàng trầm giọng nói, chính là hắn. Khương Vũ đột nhiên tức giận nói, đồ chó má nhà ngươi, lúc trước ta đã cho người điều tra, Diệp Huyên vẫn luôn ở trong cổ tự, hắn làm sao hãm hại ngươi? Hơn nữa, nếu hắn có thực lực đó, còn cần phải hãm hại. Trực tiếp giết chết ngươi và ta không phải càng tốt. Giáo hoàng sắc mặt âm trầm, Khương huynh, vậy ngươi có từng nghĩ, ta có lý do gì đi cướp đoạt đạo kinh kia? Độc chiếm, ta lại không thể mở nó, độc chiếm nó làm cái gì? Khương Vũ trầm lặng. Đừng nói, ông ta cũng không nghĩ giáo hoàng có thể ngu xuẩn như vậy, nếu thật sự là đối phương làm, ít nhất đối phương tuyệt đối sẽ không thể nào trở về thần đình. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau mọi người, có lẽ là ngươi đã tìm ra cách mở thư phòng rồi. Mọi người xoay người lại nhìn, một đám người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là đám người trụ trì cổ tự và Diệp Huyên. Giáo hoàng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có phải là ngươi không? Diệp Huyên cười nói, giáo hoàng, ý của ngươi là ta hãm hại ngươi, đúng không? Giáo hoàng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngoài ngươi ra, còn ai nữa? Diệp Huyên cười nói, giáo hoàng, ngươi thật vô liêm sỉ. Lúc này rồi, ngươi còn muốn giá họa cho ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Vũ, Khương các chủ, theo ta thấy, sau lưng giáo hoàng có thể còn có người. Còn có người. Khương Vũ nheo mắt lại, có ý gì? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ xem, một mình ông ta làm sao có thể biến mất ngay trước mắt các ngươi? Mà nếu là người ông ta không quen biết, Khương các chủ, ngươi thấy ai có thể làm cho ông ta biến mất một cách im hơi lặng tiếng? Cho nên, theo ta thấy, tuyệt đối là có người kết hợp với ông ta diễn màn kịch này, mà sở dĩ ông ta trở về thần đình là muốn làm các ngươi mê muội, để các ngươi cho rằng thư phòng đã rơi vào tay Diệp Huyên ta, sau đó khiến các ngươi liều mạng với ta. Nói xong, hắn nhìn về phía giáo hoàng, kế này cao. Thật sự cao. Giáo hoàng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt như đao. Một bên, Khương Vũ nhìn về phía giáo hoàng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Diệp Huyên lại nói, Khương các chủ, ta cảm thấy chắc chắn là còn có người đứng sau. Khương Vũ nhìn giáo hoàng, là ai? Giáo hoàng tức giận nói, Khương Vũ, ngươi thật sự tin lời người này nói. Khương Vũ nhếch lên một nụ cười châm chọc, chẳng lẽ tin ngươi? Giáo hoàng giận quá hóa cười, Khương Vũ, ngươi thật ngu xuẩn. Khương Vũ híp mắt lại, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Giáo hoàng đang muốn nói, Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên nói, ta đề nghị bắt lấy ông ta, từ từ tra hỏi, nhất định có thể tra ra tung tích của thư phòng kia. Khương Vũ nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi cho rằng thư phòng không ở trên người ông ta. Diệp Huyên gật đầu, như ta vừa nói, ông ta không có năng lực biến mất một cách im hơi lặng tiếng, khẳng định có người giúp đỡ. Mà sở dĩ ông ta xuất hiện chính là muốn làm chúng ta mê muội, làm cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, nếu ta đoán không nhầm, người phía sau ông ta chắc chắn đã mở được thư phòng, hiện tại nhất định là đang tu luyện, mà ông ta muốn giữ chân chúng ta, cho người đứng sau ông ta tranh thủ thời gian. Đám Khương Vũ nghe những lời này của Diệp Huyên, sắc mặt lập tức thay đổi. Hoàn toàn có khả năng này. Khương Vũ nhìn về phía giáo hoàng, người rốt cuộc đang bán mạng cho ai? Giáo hoàng trầm lặng. Ông ta đột nhiên phát hiện, ông ta có nói gì cũng sẽ không có ai tin nữa. Bởi vì ông ta và thư phòng cùng nhau biến mất. Chỉ điểm này thôi, ông ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Giáo hoàng chợt nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp Huyên, ta không hận ngươi. Thật đấy. Bởi vì, người và ta là đối thủ, người hãm hại ta như thế nào cũng là điều dĩ nhiên. Nhưng là... Nói xong, ông ta nhìn về phía đám Khương Vũ, các ngươi là thật sự xuẩn. Diệp Huyên chớp chớp mắt, Khương Vũ đột nhiên nói, ra tay. Nói xong, ông ta và những cao thủ độn nhất cảnh ở phía sau chuẩn bị ra tay, mà lúc này, giáo hoàng đột nhiên cười nói, Khương Vũ, ta nói cho ngươi,
người phía sau ta là người ngươi không thể trêu vào. Nghe vậy, Khương Vũ ngừng lại, ông ta nhìn giáo hoàng, là ai? Diệp Huyên nhìn thoáng qua giáo hoàng, người này bắt đầu từ không nói có rồi. Hắn đại khái đoán được là ai đang hãm hại giáo hoàng, ngoài Mộ Niệm Niệm ra, hắn không thể nghĩ ra ai khác giở trò như này. Giáo hoàng nhìn Khương Vũ, cười nói, người nói xem còn ai. Khương Vũ im lặng một lát, sau đó nói, đạo thôn. Giáo hoàng cười ha ha, Khương Vũ, người cuối cùng cũng thông minh rồi. Người đoán không sai, chính là đạo thôn. Diệp Huyên. Khương Vũ trầm giọng nói, giáo hoàng, người hợp tác cùng với chúng ta chẳng lẽ không tốt sao? Giáo hoàng lắc đầu, các ngươi rất ngu xuẩn, đồng đội lợn. Khương Vũ nhìn chằm chằm giáo hoàng, giết. Giáo hoàng cười to nói, đến đi, đám ngu xuẩn. Nói xong, hai tay ông ta đập mạnh vào bụng của mình, nhìn thấy một màn này, Khương Vũ và đám người ở đây lập tức thay đổi sắc mặt. Vào lúc này sắc mặt của đám người trụ trì cổ tự cũng thay đổi rõ rệt, trụ trì cổ tự kéo lấy Diệp Huyên, cùng mọi người điên cuồng lùi về sau. Mà đám Khương Vũ cũng lùi lại, nhưng đã muộn. Tự nổ. Tất cả mọi người thật không ngờ giáo hoàng thế mà lại lựa chọn tự nổ. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên giữa sân, ngay sau đó, một lực lượng mạnh mẽ thổi quét phía chân trời, trong phút chốc, mấy ngàn dặm phía chân trời trực tiếp biến thành một mảnh tối đen. Một cao thủ đỉnh cấp như giáo hoàng tự nổ, uy lực kia phải khủng bố đến mức nào? Trong số mười mấy cao thủ độn nhất cảnh xông về phía giáo hoàng kia, có bốn cao thủ độn nhất cảnh chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, mà những người còn lại tuy rằng không chết, nhưng phần lớn đều bị thương nặng, Khương Vũ kia sắc mặt cũng tái nhợt, rõ ràng là cũng bị trọng thương. Cách đó không xa, Diệp Huyên nhìn không gian tối đen trước mắt, trong lòng có chút khiếp sợ, giáo hoàng vậy mà lựa chọn tự nổ, đây là một người hung ác. Trụ trì cổ tự cũng không ngờ giáo hoàng sẽ tự nổ, đây cũng quá ác rồi. Cách đó không xa, sắc mặt của đám Khương Vũ càng khó coi, bọn họ cũng không ngờ giáo hoàng lại lựa chọn tự nổ, trực tiếp liều mạng. Thực ra, lúc này Khương Vũ cũng tự trách mình ngu xuẩn. Cục diện như này, giáo hoàng tuyệt đối không có khả năng sống sót trở về, mà nếu đối phương đã không còn khả năng sống sót, vậy khẳng định sẽ lôi theo người chết cùng. Dường như nghĩ đến điều gì, Khương Vũ vội vàng dùng tay phải cào vị trí lúc trước giáo hoàng đứng, nhưng nơi đó trống không, không có gì cả. Sắc mặt Khương Vũ vô cùng khó coi, rõ ràng, thư phòng kia không ở trong tay giáo hoàng. Lúc này, một cao thủ độn nhất cảnh đưa mắt ra hiệu với Khương Vũ, Khương Vũ quay đầu nhìn về phía đám Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Hiện tại bọn họ đều bị thương nặng, nếu lúc này đám người Diệp Huyên ra tay, tình cảnh của bọn sẽ rất nguy hiểm. Mà Diệp Huyên đột nhiên bấm tay một cái, hơn 10 bình đan dược dừng trước mặt đám Khương Vũ, các vị, đây là thần dược trị thương, các vị trị thương trước đi. Các ngươi yên tâm, Diệp Huyên ta trước nay không làm chuyện dậu đổ bìm leo. Khương Vũ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, các vị, ta thật sự sẽ không dậu đổ bìm leo, hơn nữa, trên người các ngươi cũng không có thư phòng, chúng ta ra tay với các ngươi, chẳng phải là để cho người khác khoái chí sao. Khương các chủ, ta cảm thấy, theo tình hình trước mắt, chúng ta là đứng trên cùng một con thuyền, người nói phải không? Khương Vũ trầm lặng một lúc, sau đó nói, Diệp công tử nói có lý. Chấm chấm chấm. Khương Vũ không thù hận Diệp Huyên như giáo hoàng, ở trong lòng ông ta, thư phòng mới là quan trọng nhất. Mặc dù ông ta cũng cảm thấy Diệp Huyên là một mối đe dọa lớn, nhưng trước mắt điều quan trọng nhất là lấy được thư phòng, chứ không phải liều mạng với Diệp Huyên. Đặc biệt là bây giờ Diệp Huyên còn liên thủ với cổ tự. Đạo giới đã không còn ưu thế gì. Khương Vũ cung tay làm lễ với Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Giờ phút này, bọn họ tất nhiên không dám ở đây lâu. Bọn họ vẫn có chút kiêng dè đối với Diệp Huyên và cổ tự. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Khương các chủ, đạo thôn rất lợi hại sao? Khương Vũ hơi do dự, sau đó nói, rất thần bí. Về thực lực, có thể ở trên tiên các của ta và thần đình.
Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy các ngươi tính làm thế nào? Khương Vũ im lặng. Thư phòng ở trong tay đạo thôn, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ cuộc, nhưng đạo thôn này cũng không phải thần đình. Diệp Huyên đột nhiên nói, Khương các chủ, ta thấy các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Khương Vũ nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử cũng phải cẩn thận. Nói xong, ông ta dẫn theo người rời đi. Chỉ chốc lát, các cao thủ đạo giới đều rời khỏi vũ trụ ngũ duy. Lúc này, trụ trì cổ tự đột nhiên nói, vừa rồi nếu chúng ta ra tay. Diệp Huyên cười nói, có thể giết chết toàn bộ bọn họ không? Trụ trì cổ tự lắc đầu, nhưng có thể giết hơn 10 vị đốn nhất cảnh. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không có ý nghĩa gì, dù sao thư phòng không ở trong tay bọn họ. Trụ trì cổ tự nhíu mày, thư phòng kia thật sự ở trong tay đạo thôn. Sổ dọc. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ngươi là đang nghi ngờ giáo hoàng sao? Trụ trì cổ tự lắc đầu, chỉ là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Theo lý mà nói, giáo hoàng không thể nào hy sinh mình vì đạo thôn. Chuyện này rất không hợp lý. Diệp Huyên cười nói, có lẽ có nguyên nhân mà chúng ta không biết. Trụ trì cổ tự trầm lặng. Diệp Huyên đi đến cách đó không xa, hắn nhìn đánh giá xung quanh, sau đó nói, trụ trì cảm thấy vừa rồi chỗ này có người không? Trụ trì cổ tự nhíu mày, lão ta chắp tay lại, rất nhanh, không gian xung quanh rung lên kịch liệt. Một lát sau, trụ trì cổ tự trầm giọng nói, vừa rồi chỗ này có người. Diệp Huyên híp mắt lại, có người. Trụ trì cổ tự nói, xem ra, chuyện này có chút phức tạp. Diệp Huyên cười nói, không có gì phức tạp không phức tạp cả, trụ trì, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ là được. Ta tin rằng không bao lâu nữa thư phòng kia thì sẽ xuất hiện. Trụ trì cổ tự nhìn Diệp Huyên, lão nạp tin Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, trụ trì cổ tự, ta phải về một thời gian, các ngươi trở về cổ tự trước đi. Đến lúc đó ta đến cổ tự. Trụ trì cổ tự do dự một lát, sau đó nói, để các tăng khổ hạnh ở lại đây đi. Như vậy ngươi sẽ an toàn hơn. Dường như nghĩ đến điều gì, lão ta lại nói, không phải giám sát Diệp công tử, nếu ngươi không muốn, ta cũng có thể dẫn bọn họ trở về. Diệp Huyên cười nói, sao có thể, để bọn họ ở lại đây đi, đến lúc đó ta và bọn họ cùng nhau quay về cổ tự. Trụ trì cổ tử chắp tay trước ngực, lão ta lấy ra một quyển kinh Phật đưa cho Diệp Huyên, Diệp công tử, lúc không có việc gì có thể xem kinh Phật, tĩnh tâm. Diệp Huyên gật đầu, được. Trụ trì cổ tử khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía cách đó không xa, Quan Âm không biết đã đến từ lúc nào. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, tăng lên rồi. Diệp Huyên gật đầu. Quan Âm cười nói, chúc mừng. Diệp Huyên nhìn đánh giá Quan Âm một lượt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bán bộ đột nhất. Quan Âm gật đầu. Diệp Huyên cười nói, thật nhanh. Không thể không nói, thiên phú của Quan Âm quả là cao, không hổ là thiên tài yêu nghiệt nhất của âm linh tộc từ trước đến nay. Quan Âm lắc đầu, còn không phải không đánh lại được ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta là bởi vì cơ thể khắc chế ngươi, nếu không phải khắc chế ngươi, thì thật sự không chắc có thể đánh lại ngươi. Hắn không phải khiêm tốn, lúc trước nếu không phải cơ thể khắc chế Quan Âm, hắn thật đúng là không chắc chắn có thể đánh lại Quan Âm. Quan Âm nhẹ giọng nói, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyên cười nói, phát triển. Quan Âm gật đầu, hiện tại đối với chúng ta mà nói, quả thật là một cơ hội tốt để phát triển. Diệp Huyên nói, hiện tại ngũ duy có ai đạt đến độn nhất không? Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên, có. Diệp Huyên hỏi, A Tử, hay là Tư Đồ? Quan Âm lắc đầu, Tiểu Thất. Tiểu Thất. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, nàng ta đạt đến độn nhất rồi. Quan Âm gật đầu. Diệp Huyên im lặng. Hắn thật không ngờ Tiểu Thất sẽ là người đầu tiên ở vũ trụ ngũ duy đạt đến độn nhất. Độn nhất trẻ tuổi nhất. Quan Âm hơi do dự, sau đó nói, Tiểu Thất có thể không giống với những người khác. Diệp Huyên hỏi, có ý gì? Quan Âm nói, nghe A Tử cô nương nói, nàng ta có thể là người luân hồi. Người luân hồi. Diệp Huyên trầm lặng.
Kỳ thực, khi ở hạ giới, hắn đã cảm thấy tiểu thất này không bình thường. Đặc biệt là kiếm của tiểu thất, thế mà có thể dung hợp với kiếm của cô gái váy trắng. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nhẹ giọng nói, hy vọng nàng ta đừng biến thành người khác. Quan Âm gật đầu, đây cũng là điều chúng ta lo lắng, nhưng mà theo như trước mắt, tiểu thất vẫn là bình thường. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chỉ có nàng ta đạt đến độn nhất sao? Quan Âm lắc đầu, A-la, A-tử, Tư Đồ, còn có An cô nương đều đang bế quan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng hẳn là có thể đạt đến độn nhất. Diệp Huyên gật đầu, trận pháp thì sao? Quan Âm nói, đi theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đi theo. Sau khi bọn Diệp Huyên rời đi, một người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở đây, người mặc áo đen trầm lặng một lát, rồi nhẹ giọng nói, giáo hoàng. Ngươi dùng cái chết để hãm hại đạo thôn ta, ngươi là điên rồi sao? Chấm 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 chấm. Diệp Huyên đi theo Quan Âm đến trong một bầu trời sao, lúc này, Lão Lý đã đợi ở đây từ lâu. Diệp Huyên nhìn Lão Lý trầm giọng nói, Diệp Minh Chủ, uy lực của trận pháp này có lẽ không đơn giản, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyên cười nói, ta đã chuẩn bị xong rồi. Lão Lý gật đầu, lão quay đầu nhìn lại, xuất trận. Vừa dứt lời, trời sao xung quanh bọn họ đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số phù văn màu vàng thần bí bỗng nhiên xuất hiện, giờ phút này, cả trời sao đều bị trận pháp bao trùm. Diệp Huyên nhìn thoáng qua trận pháp này, sau đó nói, kiên cố không? Lão Lý nói, cậu thử xem. Diệp Huyên gật đầu, rút kiếm chém một nhát. Suy! Một sợi kiếm quang phá không mà đi, sợi kiếm quang này vừa tiến vào trong trận pháp kia, liền biến mất không một tiếng động. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía lão Lý cười nói, dịch chuyển không gian. Chúng ta đã tạo nên một trận pháp không gian mạnh mẽ trong trận pháp này, bất kỳ lực lượng nào tiến vào trong đó, trận pháp đều có thể tự động dịch chuyển nó đi. Theo như trước mắt, lực lượng của cao thủ độn nhất cảnh cũng đều có thể dễ dàng bị dịch chuyển đi. Diệp Huyên trong lòng có chút kinh hãi, lợi hại. Lão Lý vỗ tay, dưới chân Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một trận pháp màu vàng. Lão Lý nói, đây là mắt trận. Diệp Huyên nhìn thoáng qua mắt trận dưới chân, sau đó nói, làm thế nào để thúc giục? Lão Lý quay đầu nhìn lại, thúc giục. Lão vừa dứt lời, trận pháp dưới chân Diệp Huyên chợt phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, ngay sau đó, những phù văn màu vàng ở xung quanh giống như còn sống, lực lượng vô tận đổ dồn về phía Diệp Huyên, trong phút chốc, trong cơ thể Diệp Huyên đã chứa lực lượng khổng lồ, lực lượng này tựa như nước lũ, trực tiếp làm cho cơ thể Diệp Huyên kích động. Giờ phút này, sắc mặt của Diệp Huyên đã thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, lực lượng này cuồn cuộn không ngừng tập trung về phía cơ thể hắn, cho dù bây giờ cơ thể hắn mạnh như thế, cũng có chút khó có thể tiếp nhận nổi. Diệp Huyên nhìn về phía Lão Lý, có thể dừng được rồi. Lão Lý gật đầu, lão vỗ nhẹ tay, rất nhanh, những phù văn màu vàng kia trở nên yên lặng. Diệp Huyên nhìn cơ thể mình. Những lực lượng trong cơ thể hắn không hề biến mất, nhưng cũng không dừng trong cơ thể hắn, mà đang trôi đi một cách chậm rãi. Lúc này, Lão Lý đột nhiên nói, những lực lượng này đều là lúc trước ta bảo người tập hợp tích trữ vào trong phù văn, những phù văn này đều là trận pháp, trong mỗi một trận pháp đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nếu giao chiến với người khác, Diệp Minh Chủ cậu có thể rút lực lượng từ những phù văn này, cộng thêm lực lượng của bản thân cậu. Có thể nói, bây giờ cậu hoàn toàn có thể dùng trận pháp này chém giết những cao thủ như giáo hoàng. Sổ dọc. Diệp Huyên đột nhiên nói, vẫn cần mạnh hơn. Lão Lý sững người, sau đó nói, còn cần mạnh hơn. Diệp Huyên gật đầu, Lão Lý, kẻ địch của chúng ta không chỉ có đạo giới, còn cả ngũ duy kiếp. Đối mặt với đại nạn kia, chúng ta phải tính toán đến trường hợp xấu nhất. Lão Lý trầm giọng nói, mà nếu quả tiếp tục tăng mạnh lên, Diệp công tử cơ thể của cậu. Diệp Huyên cười nói, ta chịu được. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không chịu được, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn có thể chịu được. Bởi vì bây giờ cơ thể của hắn là kim cang Phật thể. Lão Lý suy nghĩ, sau đó nói, được, ta cho người tiếp tục tăng cường trận pháp này. Nói xong,
Lão nhìn về phía Quan Âm, Quan cô nương, mong cô tiếp tục phái người đến tăng lực lượng cho trận pháp. Quan Âm gật đầu, ta sẽ sắp xếp. Lão Lý nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Minh Chủ, còn có yêu cầu gì không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, hai vị, các người phải nhớ kỹ một điều, đó là kẻ địch lớn nhất của chúng ta là Ngũ Duy Kiếp. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo, nếu không, đến lúc đó chúng ta có thể đều sẽ phải chết. Quan Âm gật đầu, ta hiểu. Lão Lý gật đầu, ta sẽ tăng cường trận pháp của chúng ta bằng mọi giá. Diệp Huyên nhìn một cái, sau đó nói, ngoài Ngũ Duy Kiếp ra, chúng ta còn có kẻ địch bên ngoài, kẻ địch bên ngoài để ta xử lý. Quan Âm gật đầu, được. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn lại, một cô gái từ từ đi tới. Người đến chính là Thiên Mạt. Thiên Mạt đi đến trước mặt Diệp Huyên, nói chuyện riêng một chút. Quan Âm nói, các ngươi nói chuyện, ta đi làm việc. Nói xong, nàng ta và Lão Lý xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Mạt cô nương có chuyện gì? Thiên Mạt nói, huyết mạch của ta đã đột phá xiềng xích của mình rồi. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, đó là chuyện tốt. Thiên Mạt nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nói, nếu ngươi có chuyện gì, cứ việc nói thẳng, ta. Thiên Mạt đột nhiên nói, muốn song tu không? Diệp Huyên trợn mắt há mồm, cái gì? Muốn song tu sao không? Diệp Huyên ngây người. Chuyện quái gì vậy? Vẻ mặt Thiên Mạt vô cảm, thế nào, không muốn? Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, Thiên Mạt cô nương. Thiên Mạt khẽ nhún vai, huyết mạch ta tuy đã đột phá rồi, nhưng vẫn có thể giúp ta phát triển hơn nữa. Diệp Huyên có phần khó hiểu, tại sao? Thiên Mạt lạnh nhạt nói, bởi vì huyết mạch chi lực của ngươi mạnh hơn ta. Diệp Huyên trầm mặc. Thiên Mạt chợt nhíu mày, rốt cuộc làm hay không làm? Vẻ mặt Diệp Huyên có chút kỳ lạ, Thiên Mạt cô nương, đây là đang lợi dụng ta sao? Thiên Mạt lạnh giọng nói, là ta chịu thiệt hay ngươi chịu thiệt? Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, đột nhiên Thiên Mạt vươn tay nắm lấy vai Diệp Huyên, đừng nói nhiều nữa. Tranh thủ thời gian. Nói xong, nàng ta trực tiếp dẫn Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Diệp Huyên. Thiên Mạt cô nương, ta là người có nguyên tắc. Có nguyên tắc cứng chứ gì? Chấm chấm chấm. Đạo giới. Nhóm người Khương Vũ sau khi quay về đạo giới, bọn họ không đi tìm đạo thôn trước, mà bắt đầu trị thương. Đối với đạo thôn, bọn họ không dám coi thường chút nào. Đạo thôn là thần bí nhất, sở dĩ thần bí là bởi vì mọi người không hề biết về thực lực những người đó. Không biết được. Vì vậy, lần này Khương Vũ không dám lỗ mãng. Thế nhưng, ông ta cũng không nghĩ đến chuyện bỏ qua. Dù sao, hiện tại sau lưng ông ta cũng có gần 52 cao thủ độn nhất cảnh. Vì đạo kinh mà càng lúc càng nhiều người tiếp cận ông ta. Có thể nói, hiện tại ông ta không hề giả dối với bất kỳ ai. Người rất đông. Ngày hôm nay, một cô gái đã đến tiên các. Cô gái mặc váy dài màu xanh, tóc dài khẽ bay, tay cầm quạt giấy màu đen. Cô gái đến trước điện lớn tiên các, lúc này điện chủ tiên các Khương Vũ đã xuất hiện trước mặt cô gái. Khương Vũ nhìn cô gái, đạo thôn. Cô gái gật đầu, đạo thôn Lý Thanh được gặp Khương các chủ. Khương Vũ cười lạnh, đạo thôn cũng cao tay thật. Lý Thanh lắc đầu, lần này đến đây, là muốn làm rõ với Khương các chủ. Thư phòng kia vốn chưa từng nằm trong tay đạo thôn ta. Khương Vũ nhíu mày, vốn chưa từng nằm trong tay đạo thôn. Lý Thanh gật đầu, quả thực chưa từng nằm trong tay đạo thôn ta. Còn về việc tại sao giáo hoàng kia lại nói như vậy, có lẽ là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa đạo thôn ta và các vị. Khương Vũ nhìn Lý Thanh, hắn dùng cả sinh mạng để khơi dậy mâu thuẫn giữa chúng ta và đạo thôn sao? Không đến nỗi vậy chứ. Lý Thanh cười nói, đây cũng là điểm ta nghi hoặc, bởi vì đạo thôn ta và giáo hoàng không hề có ân oán gì. Khương Vũ lạnh giọng nói, cho nên. Lý Thanh cười nói, Khương các chủ, chúng ta chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện, còn về Khương các chủ có tin hay không, thì phải tự xem bản thân Khương các chủ thôi. Nói xong,
nàng ta quay người rời đi. Lúc này, đột nhiên Khương Vũ lại nói, người nghĩ ta tin sao? Lý Thanh dừng bước, nàng ta nhìn Khương Vũ, Khương các chủ, não là một thứ hay ho, hy vọng ông cũng có. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Lúc này, Khương Vũ bỗng chốc ra tay. Lý Thanh cũng không buồn quay đầu, một luồng sáng xanh chợt lóe lên trong sân. Ầm. Ngay sau khi tiếng động lớn vang lên, Khương Vũ đã quay về vị trí ban đầu. Mà lúc này, Lý Thanh đã biến mất không thấy đâu. Trong sân, sắc mặt Khương Vũ vô cùng nặng nề. Khi ấy, Mạc Đạo xuất hiện bên cạnh Khương Vũ, Mạc Đạo trầm giọng nói, các chủ, chuyện này quả thực có phần kỳ lạ. Khương Vũ trầm giọng nói, thế nào? Mạc Đạo ngẫm nghĩ, sau đó nói, thứ nhất, giáo hoàng chết đúng là có chút kỳ quái, theo lý mà nói, ông ta không thể chỉ vì đạo thôn mà hy sinh bản thân. Đừng nói là vì đạo thôn mà hy sinh bản thân, dù có vì con trai mình thì ông ta cũng sẽ không làm như vậy. Thứ hai, ta nhớ lại trong khoảng thời gian này cho đến giờ, ta phát hiện ra, thứ nhất là gia tộc Ma Đạo đã sụp đổ rồi. Thứ hai, đế tộc cũng dần dần suy tàn. Thứ ba, hiện tại thần đình cũng chẳng còn. Chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng ngắn ngủi, đạo giới chúng ta chỉ còn lại chúng ta và đạo thôn. Mà bây giờ, giữa chúng ta và đạo thôn lại có mâu thuẫn. Khương Vũ nhíu mày, ý của người là, có người muốn các thế lực lớn của đạo giới ta tự tàn sát lẫn nhau. Mạc Đạo gật đầu, đúng vậy. Khương Vũ thấp giọng nói, ai? Mạc Đạo do dự chốc lát. Sau đó nói, ta nghĩ là Cổ Tự, hoặc là Diệp Huyên. Bởi vì đạo giới chúng ta nội chiến thì bọn họ sẽ có lợi nhất. Diệp Huyên. Cổ Tự. Khương Vũ lắc đầu, Cổ Tự và Diệp Huyên không có năng lực im hơi lặng tiếng lấy đi giáo hoàng và thư phòng ở trước mặt chúng ta. Mạc Đạo trầm giọng nói, đây cũng là điểm mà ta vẫn luôn trăn trở. Khương Vũ nhẹ giọng nói, từ sau khi đạo kinh xuất hiện. Càng ngày ta càng không hiểu được thế giới này. Mạc Đạo im lặng. Đột nhiên Mạc Đạo nói, thật ra, trực giác nói cho ta biết, lúc này dừng lại, không quan tâm đến đạo kinh nữa, bởi vì càng để tâm đến đạo kinh, trong lòng ta lại càng bất an. Mạc Đạo thấp giọng nói, các chủ muốn từ bỏ rồi sao? Khương Vũ lắc đầu, nếu ta từ bỏ, thì đời này cũng chỉ dừng lại ở độn nhất cảnh mà thôi. Đạo kinh là hy vọng của ông ta. Là hy vọng duy nhất để đột phá trên cả độn nhất. Mặc dù trực giác mách bảo nếu ông ta tiếp tục tìm kiếm thì sẽ gặp nguy hiểm, nhưng, ông ta vẫn không muốn từ bỏ. Người vì của mà chết, chim vì ăn mà vong. Bây giờ không liều thì chỉ có thể chờ chết. Khương Vũ chợt nói đi, đạo kinh kia bây giờ có thể năng đang trong tay ai? Mạc Đạo trầm giọng, thứ nhất. Diệp Huyên và Cổ Tự, thứ hai, đạo thôn, thứ ba, thế lực chưa biết. Khương Vũ nhíu mày, thế lực chưa biết. Mạc Đạo gật đầu, đúng vậy, các chủ nên biết, đạo giới không phải là thứ duy nhất ở vùng vũ trụ này. Khương Vũ trầm mặc. Mạc Đạo lại nói, chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm đạo kinh này, nhưng chúng ta không thể khinh suất. Giáo hoàng kia đã tự nổ, theo ta thấy, ông ta rất có khả năng là bị người ta hại. Bởi vì ông ta không có lý do gì lại bán mạng vì người khác. Cho dù là đạo thôn, cũng không thể khiến giáo hoàng bán mạng cho nàng ta, nếu ông ta không vì người khác, vậy chỉ có một cách giải thích, ông ta bị hại. Khương Vũ nhẹ giọng nói, lúc đó ông ta đến bước đường cùng, nên muốn giá họa cho đạo thôn trước lúc chết, khiến chúng ta và đạo thôn tương tàn. Mạc Đạo gật đầu, hoàn toàn có khả năng này. Khương Vũ im lặng. Mạc Đạo lại nói, các chủ, nhiệm vụ cấp bách bây giờ của chúng ta phải làm là điều tra người đã đưa giáo hoàng đi lúc đầu là ai. Ngoài ra, cũng phải điều tra đạo thôn và cổ tự này, xem đạo kinh kia có nằm trong tay bọn họ không. Và lại, chúng ta buộc phải liên hợp với các thế lực gia tộc còn lại, ví dụ như đế tộc và gia tộc Ma Đạo kia, chúng ta cần phải tập hợp toàn bộ lực lượng có thể tập hợp lại củng cố bản thân. Chẳng phải Diệp Huyên đã tạo ra liên minh ngũ duy ở ngũ duy sao? Chúng ta cũng có thể tạo liên minh đạo giới. Khương Vũ gật đầu, được, cứ làm theo như vậy. Mạc Đạo gật đầu, sau đó lão ta quay đầu rời đi. Khương Vũ nhìn bầu trời, ánh mắt có chút lo lắng.
là ai đang trêu đùa đạo giới này. Sau khi Lý Thanh rời khỏi tiên các, nàng ta đi đến một nơi sâu trên dãy núi, ở đó có một thôn làng nhỏ, bốn mặt quanh thôn giáp núi, núi cao hiểm trở, trong những ngọn núi đó, thỉnh thoảng lại có hạc trắng bay ra. Đạo thôn. Người ngoài hoàn toàn không biết nhiều về đạo thôn, bởi vì người của đạo thôn căn bản không ra ngoài. Lý Thanh sau khi quay về đạo thôn, nàng ta vừa đi đến trước thôn thì một ông lão đã xuất hiện trước mặt nàng ta. Người này, chính là thôn trưởng đạo thôn Lý Nhĩ. Lý Thanh khẽ hành lễ, thôn trưởng. Thôn trưởng đạo thôn Lý Nhĩ khẽ gật đầu, thế nào? Lý Thanh lắc đầu, bọn họ không tin. Lý Nhĩ nhẹ giọng nói, giáo hoàng kia trước khi chết muốn tạo nên mâu thuẫn giữa bọn họ và chúng ta. Lòng dạ ác độc. Lý Thanh trầm giọng nói, bây giờ chuyện chúng ta phải làm chính là làm rõ rốt cuộc đạo kinh kia đang nằm trong tay ai. Lý Nhĩ gật đầu, ma sư đang điều tra rồi. Ma sư. Lý Thanh chớp mắt, nàng ta tỉnh rồi. Lý Nhĩ gật đầu, đi theo ta. Lý Nhĩ dẫn Lý Thanh đến một căn nhà tranh. Trong phòng còn có một cô gái mặc áo bào đen, cô gái mặc áo đen, mái tóc đỏ rực, trông có phần kỳ dị. Trước mặt nàng ta còn có quẻ bói, trên quẻ bói còn có hai miếng mai rùa. Cô gái đang lẩm nhẩm gì đó trong miệng, không gian trước mặt nàng ta khẽ dao động, không biết qua bao lâu, cô gái tóc đỏ đột nhiên giơ mai rùa lên, thiên địa vô cực, càn khôn lệnh động. Rất nhanh sau đó, không gian trong sân bỗng chốc dao động, không lâu sau một sợi tơ đỏ bay ra từ trên quẻ bói, thoáng chốc, sợi tơ đỏ kia xuyên qua không gian đến nơi nào đó trên tinh không. Trong vùng tinh không kia, một cô gái đang nướng cá, người này chính là Mộ Niệm Niệm. Ngay lúc ấy, Mộ Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu, nàng ta nhìn về phía trước không xa, tay phải nhẹ nhàng chặn lại, trong chớp mắt, sợi tơ đỏ kia lập tức bị giam cầm trong không gian. Mộ Niệm Niệm nhìn sợi tơ đỏ, cười nói, cũng khá thú vị, quả nhiên là quẻ thuật trong truyền thuyết. Linh Nhi bên cạnh Mộ Niệm Niệm lên tiếng, quẻ thuật gì vậy? Mộ Niệm Niệm nói, một loại pháp thuật rất cổ xưa, cũng giống như bói toán vậy, đều có từ rất rất lâu rồi. Không ngờ, bây giờ ở thế giới vẫn còn người biết. Linh Nhi nói, đối phương tìm được rồi sao? Mộ Niệm Niệm cười nói, đúng vậy, nhưng mà nàng ta đã xem thường ta rồi. Quẻ thuật cấp bậc này không dính được vào ta. Nói rồi, nàng ta nhẹ nhàng chỉ tay dẫn đi, ngay sau đó, sợi tơ hồng kia lại bay về hướng khác, trong sự khống chế của Mộ Niệm Niệm, sợi tơ đến đã trước vách ngăn vũ trụ của đạo giới. Mộ Niệm Niệm thu tay lại, khẽ nhếch miệng, có phần xấu xa. Đạo thôn. Cô gái tóc đỏ trong phòng đột nhiên mở bừng hai mắt, nàng ta nhíu chặt mày. Lý Nhĩ nói, sao rồi? Cô gái tóc đỏ thấp giọng nói, ở trước vách ngăn vũ trụ đạo giới. Nghe vậy, vẻ mặt Lý Nhĩ chợt cứng đờ, là bạn họ. Cô gái tóc đỏ lắc đầu, ta không biết. Nói rồi, nàng ta nhìn hai miếng mai rùa trước mặt, vừa nãy mai rùa đã chuyển động lộn xộn, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Lý Nhĩ nói, thế nào? Cô gái tóc đỏ im lặng một lúc lâu, có hai khả năng. Thứ nhất, thư phòng đang ở một vũ trụ khác, thứ hai, có người đã thay đổi quẻ thuật của ta. Lý Nhĩ trầm giọng nói, có thể là khả năng thứ hai không? Cô gái tóc đỏ gật đầu, có khả năng, nhưng, nếu đối phương thật sự có thực lực này. Nói rồi, ánh mắt nàng ta có chút lo lắng, vậy thì quá đáng sợ. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Mộ Niệm Niệm vẫn còn đang nướng cá, rất thơm. Lúc này không gian trước mặt nàng ta đột nhiên rung chuyển kịch liệt, một luồng hư ảnh bỗng chốc xuất hiện trước mặt Mộ Niệm Niệm, hư ảnh mặc áo bào trắng, đầu đội mão, tay cầm một cây thước dài trắng. Mộ Niệm Niệm nhìn hư ảnh cung kính làm lễ, tướng quốc Tu Di Thần Quốc, phương đường sĩ bái kiến tôn thượng đại nhân. Mộ Niệm Niệm khẽ nhếch miệng, tôn thượng đại nhân. Phương đường sĩ lại làm lễ lần nữa, một cách tôn xưng với cấp bậc trên độn nhất. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, ta chưa đến trên độn nhất mà. Thật đó, ta rất yếu. Phương đường sĩ lại kính cẩn hành lễ, tôn thượng chớ đùa. Mộ Niệm Niệm cầm cá nướng lên trước mặt gặm cắn, sau đó cười nói, có chuyện sao?
Phương Đường Sĩ lại cung kính hành lễ, tôn thượng đại nhân, bệ hạ muốn mời đại nhân đến Tu Di Thần Quốc nhận chức quốc sư. Mộ Niệm Niệm nhìn Phương Đường Sĩ, các người muốn đến đoạt thư phòng. Phương Đường Sĩ gật đầu, đúng, vẫn mong thượng tôn đại nhân đồng ý. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, trước khi ta chết, các người không được đến. Phương Đường Sĩ im lặng. Mộ Niệm Niệm nhếch miệng, muốn đánh sao? Mộ Niệm Niệm ta, vô địch trong độn nhất, bất kỳ cảnh giới nào trên độn nhất, ngoài tam kiếm, một mạng đổi một mạng. Mạo muội được hỏi, bệ hạ các ngươi là cảnh giới gì? Trong tinh không, Phương Đường Sĩ trầm mặc. Thật ra, khi biết đạo kinh lại xuất hiện thì Tu Di Thần Quốc đã muốn đến rồi. Nhưng, bọn họ lo ngại. Chính vì cô gái trước mặt này. Cô gái này là trên độn nhất. Hơn nữa, trên độn nhất của nàng ta không hề giống với người khác, nàng ta là cấp bậc trên độn nhất thật sự. Cũng có nghĩa là, khi nàng ta là độn nhất thì đã thật sự siêu thoát đại đạo rồi. Đây thực sự là độn nhất không bị lai tạp gì. Nói trắng ra thì mười mấy vị độn nhất cực cảnh không sánh bằng một vị cao thủ độn nhất cảnh thật sự. Có lai tạp và không lai tạp, cách biệt rất rất lớn. Ngay lúc này, Mộ Niệm Niệm cách đó không xa đột nhiên cười nói, ta không còn nhiều thời gian nữa. Phương Đường Sĩ nhìn Mộ Niệm Niệm cười nói, cũng chỉ một hai năm thôi, sau khi ta chết, các người muốn đến thì cứ đến. Nhưng, trước khi ta chưa chết, các người đến một thì ta giết một. Phương Đường Sĩ nhẹ giọng nói, tôn thượng đại nhân bảo trọng. Nói xong, ông ta lui xuống đi mất. Lúc này, âm thanh của Linh Nhi chợt vang lên từ trong sân, người thật sự chỉ còn hai năm thôi sao? Giọng nói có phần run rẩy. Mộ Niệm Niệm cười nói, nhà đầu ngốc, ta lừa hắn ta đó, ha ha. Nói rồi, nàng ta quay đầu liếc nhìn, ánh mắt có chút lo lắng ẩn hiện. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Lúc này Diệp Huyên và Thiên Mạt đang ở trong một căn phòng nhỏ tối đen đang hì hà hục. Không thể không nói, Diệp Huyên rất bị động. Bởi vì Thiên Mạt này quá chủ động đi mất. Hai người làm có hơi lâu. Mới đầu, hai người đều không chú trọng tu luyện, mãi đến lúc sau, hai người mới bắt đầu vận dụng công pháp song tu. Diệp Huyên phát hiện, công pháp song tu này rất hữu dụng, nhất là đối với huyết mạch của hắn, có lợi rất lớn. Đương nhiên, Thiên Mạt cũng có được nhiều lợi ích hơn. Bởi vì huyết mạch chi lực của Diệp Huyên mạnh hơn rất rất nhiều so với nàng ta. Cứ như vậy, hai người làm mãi đến ngày thứ hai, sáng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời đã lên, hai người mới kết thúc. Diệp Huyên mặc lại quần áo, ra khỏi phòng, ở cách đó không xa, Thiên Mạt đang ngồi trên tảng đá, mà phía trước nàng ta là biển lớn. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Thiên Mạt nhẹ giọng nói, tiếp theo người tính toán thế nào? Diệp Huyên khẽ gẩy mảnh vỡ trước ngực, nhẹ giọng nói, bảo vệ vũ trụ ngũ duy. Thiên Mạt quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, vĩ đại vậy sao? Diệp Huyên lắc đầu, trách nhiệm. Bây giờ vũ trụ ngũ duy gần như đều đi theo Diệp Huyên, hơn nữa, bạn bè hắn cũng đều ở đây, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, đạo kinh kia vẫn nằm trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyên lắc đầu. Không có, nhưng, ta biết đang ở trong tay ai. Thiên Mạt hỏi, trong tay ai? Diệp Huyên im lặng. Thiên Mạt cười nói, ta hỏi nhiều rồi. Nói xong, nàng ta đứng dậy định rời đi. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyên lại nói, trong tay Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm. Sở dĩ hắn biết được mà không phải là phỏng đoán, mà là vì hắn có thể cảm nhận được thư phòng. Thư phòng cũng có linh hồn. Thiên Mạt trầm giọng nói, thật sự là nàng ta. Theo nàng ta nghĩ, ngoại trừ cô gái đó, thì không ai có thể im hơi lặng tiếng lấy thư phòng đi trước mặt hơn 10 vị cao thủ độn nhất cảnh cả. Cô gái này còn đáng sợ hơn nàng ta nghĩ nhiều. Diệp Huyên chợt nói, cô thì sao? Cô dự định thế nào? Thiên Mạt nhẹ giọng nói, muốn vực dậy gia tộc ta, nhưng rất khó. Bởi vì huyết mạch các thành viên trước của gia tộc đã trở nên rất loãng. Trừ phi. Diệp Huyên hỏi, trừ phi gì? Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, trừ phi ta cùng ngươi sinh con. Diệp Huyên nhìn Thiên Mạt,
không nói gì. Thiên Mạt cười nói, đừng giận, ta sẽ không có con với ngươi, chúng ta đã là nghiệt duyên rồi, ta không muốn đứa nhỏ lại kế thừa nghiệt duyên này, đây là giới hạn của ta. Diệp Huyên đi đến trước mặt Thiên Mạt, trầm giọng nói, cho dù cô xem quan hệ giữa chúng ta ra sao, thì ta chỉ muốn nói, nếu cô có bất kỳ chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Đương nhiên, nếu ta cần giúp cũng sẽ tìm cô, như vậy có được không? Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, được. Diệp Huyên khẽ cười, đang định nói thì Thiên Mạt bỗng nói, chúng ta chắc sẽ không lâu ngày sinh tình chứ. Diệp Huyên. Câu nói này rất có vấn đề đấy. Một lúc sau, hai người rời đi, mà Thiên Mạt thì quay về đạo giới. Diệp Huyên xử lý xong chuyện của vũ trụ ngũ duy thì hắn đi đến cổ tự, hiện tại hắn buộc phải mượn sức từ cổ tự để đối phó đạo giới. Có thể nói, giữa hắn và cổ tự là lợi dụng lẫn nhau. Còn về cuối cùng ai sẽ chiếm lợi, bây giờ vẫn chưa biết được. Trong cổ tự, Diệp Huyên và trụ trì ngồi đối diện nhau, bên cạnh lão ta còn có một nữ tăng. Tuệ Tâm. Trong khoảng thời gian này Diệp Huyên ở ổ tự đã phát hiện, Tuệ Tâm này là đối tượng đào tạo trọng điểm của cổ tự. Một canh giờ sau, trụ trì cất kinh Phật, sau đó nói, Tuệ Tâm, ngươi lui xuống đi. Tuệ Tâm chắp hai tay, sau đó lui xuống. Trụ trì nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, theo như ta điều tra. Nhóm người Khương Vũ kia vẫn chưa liều mạng cùng thôn đảo. Diệp Huyên cười nói, có nghĩa là, bọn họ có thể đã cảm nhận có chuyện gì đó không đúng. Trụ trì gật đầu, Diệp công tử, theo ý ngươi, rốt cuộc đạo kinh kia đang nằm trong tay ai? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, không phải trong tay đạo thôn thì chính là trong tay Tu Di Thần Quốc. Trụ trì nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, chắc không phải đại sư nghĩ là trong tay ta chứ. Trụ trì lắc đầu, chuyện này thì không. Khi đạo giới xảy ra chuyện, Diệp công tử vẫn luôn ở trong cổ tự. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, đại sư không nghi ngờ ta là được. Trụ trì đột nhiên nói, có khả năng là người sau lưng Diệp công tử gây nên không? Diệp Huyên chợt dùng mình trong lòng, trụ trù này vẫn là đoán theo hướng này. Bây giờ hắn sợ nhất là đạo giới và cổ tự phỏng đoán theo hướng này, bởi vì nếu như vậy, mọi người đều sẽ tập trung công kích Diệp Huyên hắn. Diệp Huyên dẹp bỏ suy nghĩ, cười nói, trụ trì, ông nghĩ sao? Trụ trì nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, đại sư, người sau lưng ta chỉ có một, đó chính là cô gái váy trắng, mà hiện tại nàng ta không hề ở đạo giới, cũng không ở vũ trụ lục duy, có đúng không? Trụ trì lắc đầu, sau lưng Diệp công tử còn có một người. Diệp Huyên hỏi, ai? Trụ trì trầm giọng nói, ngũ duy thiên đạo. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nó, không phải là nàng ta lấy đạo kinh chứ? Trụ trì nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên thấp giọng nói, đại sư, người cảm thấy ngũ duy thiên đạo có thực lực thế nào? Trụ trì khẽ đáp, ít nhất cũng là độn nhất cảnh cực hạn. Độn nhất cảnh cực hạn. Diệp Huyên cười nói, vậy đại sư cảm thấy nàng ta có thể cướp đi thư phòng trước mặt 10 vị cao thủ độn nhất cảnh không? Trụ trì im lặng. Diệp Huyên lại nói, đại sư, người cảm thấy quan hệ giữa ta và thiên đạo ngũ duy thế nào? Trụ trì lắc đầu, không biết. Diệp Huyên cười nói, chẳng lẽ nàng ta không phải đang lợi dụng ta sao? Muốn đoạt lấy đạo kinh từ chỗ ta? Trụ trì do dự một lát, sau đó nói, vậy cô gái váy trắng thì sao? Nàng ta cũng vì đoạt lấy đạo kinh từ chỗ Diệp công tử sao? Diệp Huyên cười nói, trụ trì, người biết thực lực thật sự của cô gái váy trắng không? Trụ trì suy nghĩ rồi nói, ít nhất là đột nhất cực cảnh. Diệp Huyên hỏi, nàng ta có thể đoạt được thư phòng trước mặt 10 vị cao thủ đột nhất cảnh không? Trụ trì im lặng. Thực ra, theo lão ta thấy, chuyện này căn bản một cao thủ độn nhất cảnh không thể làm được. Thế nhưng, thư phong kia lại biến mất rồi. Rốt cuộc là ai giở trò chứ? Trụ trì khẽ thở dài, chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi. Trụ trì cổ tự nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, lúc trước ngươi nói, nếu ngươi đạt đến độn nhất, ngươi sẽ tìm lại đạo kinh về, là thật sao?
Diệp Huyên gật đầu, nếu ta đạt đến độn nhất, thì có thể cảm nhận được nơi thư phòng đang ở, dù sao, nó cũng đã nhận ta làm chủ, nhưng hiện tại, thực lực ta quá yếu, ta không thể cảm ứng được. Trụ trì cổ tự trầm giọng nói, Diệp công tử không nói đùa chứ. Diệp Huyên nói, ta nói nghiêm túc. Trụ trì cổ tự gật đầu, vậy cứ để chúng ta giúp đỡ Diệp công ta đột phá đến độn nhất. Diệp Huyên nói, ta vừa mới củng cố cảnh giới, bây giờ mà đột phá. Trụ trì cổ tự chắp hai tay, Diệp công tử yên tâm, chúng ta sẽ không làm bậy. Có bên ta trợ giúp, cảnh giới Diệp công tử sẽ không có chuyện gì, chỉ là, nếu sau khi Diệp công tử đạt đến độn nhất, lão nạp hy vọng Diệp công tử có thể cảm nhận được vị trí của thư phòng đó đối với cổ tự ta, thật sự rất quan trọng. Diệp Huyên chắp hai tay, người xuất ra, không nói lời sằng bậy. Trụ trì cổ tự khẽ giật mí mắt, ngươi thì là người xuất ra cái quỷ gì? Tên này đúng là tên ma quỷ. Diệp Huyên lại nói, đại sư, thứ cho ta nói thẳng, các người hẳn cũng đã điều tra ta, nên biết Diệp Huyên ta là người thế nào. Diệp Huyên ta hình như cũng chưa từng làm ra chuyện nào mà phản bội đồng minh đúng chứ? Hơn nữa, cũng chưa từng chủ động hại ai cả đúng không? Trụ trì cổ tự im lặng. Nói thật, đúng là bọn họ đã điều tra Diệp Huyên. Trong những điều tra của bọn họ, nhân phẩm của Diệp Huyên đúng là vẫn ổn. Giống như lần này, Diệp Huyên vốn có thể rời khỏi ngũ duy, nhưng Diệp Huyên không làm như vậy, mà ở lại cùng vũ trụ ngũ duy chống lại ngũ duy kiếp. Nói đơn giản thì Diệp Huyên quả thực trọng tình trọng nghĩa. Nghĩ đến đây, trụ trì cổ tự chắp hai tay, Diệp công tử, cho dù thế nào, cũng hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng hy vọng vậy. Trụ trì cổ tự nói, Diệp công tử, bây giờ ngươi là quy nguyên phá giới cảnh, mà trong thời gian này, ngươi sẽ ở trong cổ tự ta tu hành Phật Pháp, cảnh giới đã ổn định, hiện tại đột phá lên độn nhất. Diệp Huyên chợt nói, đại sư, không phải là bán bộ độn nhất sao? Cổ tự lắc đầu, bán bộ độn nhất. Đó là cách nói khi không thể đột phá lên được độn nhất, nói đơn giản thì cực hạn của quy nguyên phá giới cực hạn chính là bán bộ độn nhất, bởi vì không thể đạt đến độn nhất, nên mới đổi cách nói dễ nghe hơn, cũng chính là bán bộ độn nhất. Mà ngươi, hoàn toàn không cần thiết phải làm cái gì mà bán bộ độn nhất, trực tiếp lên độn nhất. Diệp Huyên cười nói, được. Trụ trì đứng dậy, Diệp công tử đi theo ta. Diệp Huyên gật đầu, cũng đi ra theo. Không lâu sau, trụ trì dẫn Diệp Huyên đến sân luyện võ, Chi Tuyệt kia cũng ở đây. Trụ trì cổ tự lấy một cái hộp vàng ra, lão ta mở hộp, bên trong hộp là một viên đan dược màu trắng, vô cùng thuần khiết. Diệp Huyên có chút kỳ lạ, đại sư, đây là... Trụ trì cổ tự nói, đạo đan, có thể gia tăng thể chất bản thân Diệp công tử, khiến Diệp công tử đột phá độn nhất tốt hơn. Diệp Huyên trầm giọng nói, độn nhất cảnh. Không phải nói là siêu thoát đại đạo sao? Chỉ uống đan dược thì có thể sao? Trụ trì cổ tự lắc đầu, không thể. Đợi lát nữa, ta sẽ mời các cao tăng thời đại trước trợ giúp Diệp công tử, để bọn họ đưa Diệp công tử đến Phật giới giả tưởng trước, còn thành hay không, toàn bộ đều phải xem tạo hóa bản thân Diệp công tử rồi. Độn nhất. Diệp Huyên im lặng. Nếu hắn có thể đạt đến độn nhất, lúc đó tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi. Bởi vì đến lúc đó, hắn có thể tiếp tục sử dụng tháp giới ngục. Hiện tại, tháp giới ngục vẫn là chiêu bài tốt nhất của hắn. Có thể nói, đạt đến độn nhất cảnh, thì hắn sẽ có rất nhiều thay đổi. Trụ trì cổ tự đưa Diệp Huyên vào trong một gian điện của sân võ, trong điện có một bức tượng Phật. Trụ trì kính cẩn hành lễ với tượng Phật, sau đó quay người nhìn Chi Tuyệt, Chi Tuyệt khẽ gật đầu, hai tay chắp lại, lùi đi ra. Trụ trì cổ tự nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, có thể thành hay không, phải xem tạo hóa bản thân ngươi rồi. Nói xong, lão ta cũng lui ra ngoài. Sau khi lão ta lui ra, Diệp Huyên phát hiện, không gian trước mặt hắn đột nhiên trở nên mở dần. Bên ngoài điện, Chi Tuyệt trầm giọng nói, trụ trì, thật sự phải giúp đỡ Diệp công tử đạt đến độn nhất sao? Trụ trì gật đầu. Chi Tuyệt muốn nói lại thôi. Trụ trì khẽ nói, ngươi là muốn nói, một khi hắn đạt đến độn nhất, sẽ trở thành sự uy hiếp với chúng ta, có đúng không?
Chi Tuyệt gật đầu, hắn là kỳ tài ngút trời, hắn hiện tại đã có thể so với cao thủ vừa thăng lên độn nhất rồi, nếu đạt đến độn nhất, sợ rằng cao thủ độn nhất bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Trụ trì nói, ta biết. Chi Tuyệt nói, trụ trì có tính toán khác. Trụ trì quay đầu nhìn điện lớn, nhẹ giọng nói, nếu hắn thật sự nguyện ý chia sẻ đạo kinh với chúng ta thì mọi vấn đề đều không tồn tại. Chi Tuyệt hỏi, nếu hắn không nguyện ý thì sao? Trụ trì chắp hai tay, chỉ có thể cược, cược vào nhân phẩm của hắn. Trong đại điện, Diệp Huyên lúc này đã vùi mình trong tinh không, xung quanh hắn có đủ 6 hòa thượng huyền ảo. 6 hòa thượng này đều đang nhìn hắn. Diệp Huyên chắp hai tay, khẽ hành lễ các vị tiền bối. Lúc này, một hòa thượng trước mặt hắn đột nhiên lên tiếng, ngươi không phải người cổ tự ta. Diệp Huyên nhìn người kia, trong mắt đại sư có chia ra trong và ngoài cổ tự sao? Hòa thượng nhìn Diệp Huyên, một lúc sau, ông ta khẽ cười, thú vị, người muốn thảo luận Phật Pháp với ta sao? Diệp Huyên hỏi lại, đại sư, trong lòng người, Phật Pháp cao hơn ta nhiều, vì vậy, ta không có tư cách thảo luận với người sao? Hòa thượng chấp hai tay, tiểu huynh đệ, người đến đánh nhau sao? Diệp Huyên. Lúc này, hòa thượng lại nói, nhưng mà, lời ngươi nói cũng có lý, lời xưa có nói, cứ trong 3 người tất có thầy của ta, bất kỳ người nào cũng có điểm để chúng ta học hỏi từ họ. Diệp Huyên chắp hai tay, đại sư, vừa rồi có chỗ nào mạo phạm, xin lượng thứ cho. Tăng Ni cười nói, không có gì, nếu ngươi đã có thể xuất hiện ở đây, cũng có nghĩa chúng ta cũng có duyên. Diệp Huyên nói, thực không giấu gì, ta chính là đệ tử Tục Gia cổ tự. Lần này đến là muốn thỉnh giáo các vị làm sao để đạt đến độn nhất. Độn nhất. Trong sân, những hòa thượng kia liếc nhìn nhau, cuối cùng, hòa thượng trước mặt Diệp Huyên kia nói, người muốn đạt đến độn nhất thật hay là độn nhất giả? Diệp Huyên trầm giọng nói, còn chia ra thật giả sao? Hòa thượng gật đầu, đúng vậy, độn nhất thật là siêu thoát đại đạo, không ở trong đạo, độn nhất giả thì vẫn ở trong đạo, nhưng hiểu rõ đạo, ngang hàng với đạo. Diệp Huyên hỏi, giữa hai cái có gì khác biệt? Hòa thượng khẽ gật đầu, cách biệt một trời một vực. Diệp Huyên nói, ta muốn độn nhất thật. Hòa thượng nhìn Diệp Huyên, chúng ta không làm được. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám, có cảm giác như bị đùa cợt. Hòa thượng cười nói, độn nhất thật thì phải thật sự siêu thoát đại đạo, đây không phải độ khó bình thường. Thật không giấu gì ngươi, mấy vị ở đây, không có ai là độn nhất đại đạo thật sự cả. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Hòa thượng nói, bởi vì không thoát được vòng tròn đại đạo này. Diệp Huyên trầm giọng nói, rất khó sao? Hòa thượng cười khổ, lời này của ngươi, theo ngươi thấy thì rất đơn giản sao? Diệp Huyên cười nhạt, tiền bối, vậy ta chỉ có thể trở thành độn nhất giả thôi sao? Hòa thượng gật đầu, cũng không thể nói như vậy, độn nhất giả và độn nhất thật cách biệt một trời một vực, nhưng... Độn nhất giả có thể khiến ngươi càng hiểu rõ độn nhất thật hơn. Quá trình này, sau khi ngươi trải qua quá trình này, sau này muốn đạt đến độn nhất thật sẽ đơn giản hơn nhiều. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy cứ đến độn nhất giả trước đi. Hòa thượng gật đầu, đang định nói thì lúc này, một hòa thượng mặc áo cà sa bên phải Diệp Huyên đột nhiên nói, đợi đã. Nghe vậy, mọi người trong sân đều nhìn hòa thượng áo cà sa. Hòa thượng áo cà sa nhìn Diệp Huyên, nhân quả số mạng trên người ngươi, ngươi có thể tiến vào chút không? Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó đi đến trước mặt hòa thượng áo cà sa. Hòa thượng áo cà sa điểm nhẹ giữa trán Diệp Huyên, một lúc sau, xung quanh Diệp Huyên xuất hiện những sợi tơ màu đỏ, nhưng chốc lát đã biến mất, mà lúc này hòa thượng áo cà sa kia liên tục lùi về sau. Hòa thượng áo cà sa nhìn Diệp Huyên. Ánh mắt vô cùng khó tin, nguyên nhân tai ách. Diệp Huyên nhíu mày, nguyên nhân tai ách, là thứ gì? Hòa thượng áo cà sa nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nguyên nhân tai ách trên người ngươi, đây là một loại thuật nhân quả vô cùng ác độc, có người đã hạ thuật nhân quả này lên người ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, thứ này sẽ đem lại vận rủi cho ta sao? Hòa thượng áo cà sa chậm giọng, không chỉ đem lại vận rủi cho ngươi. Mà còn đem lại vận rủi cho người bên cạnh ngươi, có thể nói,
trên người ngươi có loại nguyên nhân tai ách này thì cả đời sẽ gặp vận xui. Nói đến đây, ông ta như nghĩ đến gì đó, nhíu chặt mày, không đúng, sao ngươi có thể sống được đến hiện tại? Khóe mắt Diệp Huyên khẽ giật, lời này là thế nào vậy? Lúc này, hòa thượng áo cà sa nhìn Diệp Huyên đầy sâu xa, lại nói, thiếu niên, ngươi không hề đơn giản. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối, nguyên nhân tai ách này, có thể phá bỏ không? Hòa thượng áo cà sa lắc đầu, không thể phá bỏ, đừng nói là phá bỏ, ngay cả dính cũng không thể dính. Nói rồi, ông ta nhìn hòa thượng trước mặt Diệp Huyên kia, vô vọng, nhân quả này, các người đừng dính vào. Diệp Huyên trầm mặc. Rõ ràng, hòa thượng trước mặt này đã cảm nhận được nhân quả trên người hắn. Mà đối phương không hề đơn giản. Diệp Huyên cười nói, các vị, vất vả rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tuy hắn ra mặt dày, nhưng cũng không mặt dày mày dạn đến vậy. Lúc này, một hòa thượng chợt nói, đợi đã. Diệp Huyên nhìn người vừa nói kia, một hòa thượng đeo hai chuỗi tràng tràng hạt Phật, gương mặt hòa thượng thô cuồng, hai mắt có thần, không giận mà uy. Mọi người nhìn sang hòa thượng đeo hai chuỗi tràng tràng hạt Phật, hòa thượng nhìn hòa thượng áo cà sa kia, sủy mệnh, người nó trên người hắn có nguyên nhân tai ách. Hòa thượng áo cà sa gật đầu, đúng. Hòa thượng tràng hạt Phật cười nói, vậy ngươi có từng nghĩ đến vấn đề trên người hắn có nguyên nhân tai ách nhưng lại có thể sống đến hiện giờ? Hòa thượng áo cà sa trầm mặc. Hòa thượng tràng hạt Phật nhìn Diệp Huyên, hắn có nguyên nhân tai ách nhưng có thể sống đến hiện giờ, có nghĩa gì? Tức là có thể hắn có đại phúc vận. Sủy mệnh nhíu mày, tai ách, phúc vận. Hòa thượng đeo tràng hạt Phật cười nói, có thể cùng tồn tại. Nguyên nhân tai ách là do người, phúc vận đương nhiên cũng có thể do người. Nói rồi, ông ta lại nhìn Diệp Huyên, bạn nhỏ, nếu ta đoán không sai, phía sau ngươi có cao nhân, đúng không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, thực không dám giấu, sau lưng ta quả thực có cao nhân. Hòa thượng tràng hạt Phật nhìn Diệp Huyên, đối phương có thể giúp ngươi ngăn ngặn nguyên nhân tai ách, thật sự không đơn giản. Diệp Huyên khẽ cười, không nói gì. Lúc này, trong lòng cậu có chút bất an. Thanh Nhi. Cô gái này và hắn gặp mặt rất ít, nhưng lại âm thầm trả giá không biết bao nhiêu vì hắn. Hắn biết, chắc chắn là Thanh Nhi giúp hắn ngăn chặn nguyên nhân tai ách. Còn nàng ta hiện tại đã đi nơi nào rồi? Ngay lúc này, hòa thượng vô vọng cách đó không xa đột nhiên nói, nếu ngươi đã đến nơi này thì cũng là có duyên rồi. Hòa thượng tràng hạt Phật khẽ gật đầu, có duyên. Đương nhiên sẽ kết thiện báo. Hòa thượng áo cà sa liếc nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Vô vọng đi đến trước mặt Diệp Huyên, tiểu hữu, muốn đạt đến độn nhất thì trước tiên phải hiểu rõ đạo ra sao. Ngươi có biết đạo là thế nào không? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, đạo pháp tự nhiên. Vô vọng cười nói không sai, nhưng ngươi cần phải hiểu rõ kỹ càng. Ý nghĩa đơn giản nhất của đạo chính là vạn sự. Vạn vật đều tự có quỹ đạo vận hành của nó, cũng có thể nói là một hoàn cảnh mà vạn vật vận chuyển. Thời gian tiếp đó, các hòa thượng lần lượt giảng giải cho Diệp Huyên thế nào là đạo. Không thể không nói, Diệp Huyên gặt hái được rất nhiều, ít nhất, hắc đã có hiểu biết đại khái về cảnh giới độn nhất này, mà độn nhất cảnh trong lòng hắn cũng không còn thần bí đến vậy, cũng chỉ giống như cảnh giới bình thường khác. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đây không phải độn nhất cảnh thật sự. Đối với độn nhất cảnh thật sự thì hắn vẫn rất hiếu kỳ. Cứ như vậy, thời gian cứ trôi qua từng ngày. Trong thời gian này, Diệp Huyên ngày đêm lắng nghe các cao tăng giảng đạo, khoảng chừng 5 ngày sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, mà lúc này, những hòa thượng kia cũng đã rời đi. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có như vậy. Có thể lĩnh hội bản thân, đạt đến độn nhất hay không thì còn phải xem bản thân Diệp Huyên. Còn trụ trì và chi tuyệt kia thì vẫn luôn coi chừng bên ngoài điện lớn. Thật ra lúc này trong lòng bọn họ cũng có chút mâu thuẫn, bọn họ muốn Diệp Huyên đột phá đến độn nhất nhưng cũng sợ Diệp Huyên đột phá đến độn nhất. Vì nếu một khi Diệp Huyên đột phá đến độn nhất thì lúc đó, uy lực của Diệp Huyên cũng vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng, trong tay Diệp Huyên còn có thần vật siêu cấp, tháp giới ngục. Nhưng, bọn họ cũng hy vọng Diệp Huyên đột phá đến độn nhất.
bởi vì như vậy bọn họ sẽ có khả năng biết được tung tích của đạo kinh kia. Đạo giới. Lúc này ở đạo giới đã xảy ra chuyện lớn, đó chính là các thế lực đạo giới hợp thành một liên minh. Liên minh đạo giới. Trong liên minh này, tiên các đứng đầu đã tập hợp hơn 100 thế lực lại, trong đó cao thủ độn nhất cảnh khoảng chừng 52 người. 52 cao thủ độn nhất cảnh. Đội hình này không thể không nói là vô cùng kinh khủng. Hôm nay, một người đàn ông thần bí đột nhiên đến tiên các. Trong điện lớn, các chủ tiên các, Khương Vũ nhìn người đàn ông thần bí trước mặt, người đàn ông thần bí thấp giọng nói gì đó, khoảng nửa khắc sau, Khương Vũ siết chặt hai tay, ánh mắt nổi lên sát ý, thiên đạo ngũ duy. Ngươi chắc chắn là nàng ta làm. Người đàn ông thần bí lấy ra một vật, khi nhìn vào vật đó, con người các chủ tiên các Khương Vũ chợt co lại, là các người. Bên trong điện, trong lòng Khương Vũ vô cùng kinh ngạc. Ông ta không ngờ rằng, thế lực đó đã ra tay rồi. Xem ra, ông ta đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của đạo kinh rồi. Người đàn ông thần bí đã rời đi, nhưng Khương Vũ lại rơi vào trong một mâu thuẫn. Đối phương nói với ông ta là thiên đạo của vũ trụ ngũ duy ra tay. Vậy thì vấn đề tới rồi. Thiên đạo của vũ trụ ngũ duy vậy mà lại có thực lực khủng bố như vậy. Có khả năng âm thầm dịch chuyển giáo hoàng đi. Điều này đáng sợ cỡ nào. Mà hiện giờ, thế lực đó tới nói với ông ta chuyện này, rất đơn giản, đối phương là muốn ông ta đi tìm thiên đạo của vũ trụ ngũ duy để chuốc lấy phiền phức. Đối phương muốn sử dụng ông ta như một công cụ. Khương Vũ trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu cười. Không vội, hiện giờ ta cũng không vội. Nếu là trước đây, ông ta nhất định sẽ điên cuồng đi tìm thiên đạo của vũ trụ ngũ duy. Nhưng hiện giờ, ông ta thấy rằng chuyện này không thể nóng vội. Tất cả mọi người đều muốn có đạo kinh, mà người nào nóng vội thì người đó chết trước. Khoảnh khắc này, Khương Vũ đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm thoải mái. Sau khi không quá chấp nhất đạo kinh kia, cả người nhẹ nhõm. Sau khi người đàn ông thần bí đó rời khỏi tiên các, ông ta trực tiếp hóa thành một đạo dư ảnh biến mất tại tinh không, nhưng chưa được bao lâu, một người con gái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ông ta. Cô gái đang cầm một con cá nướng đã bị gặm dở hơn phân nửa, khóe miệng nàng ta vẫn còn dính một chiếc xương cá. Người đến chính là Mộ Niệm Niệm. Nhìn thấy Mộ Niệm Niệm, mặt của người đàn ông thần bí bỗng biến sắc, ông ta quay người trực tiếp biến mất ở cuối bầu trời đầy sao. Nhưng rất nhanh ngay sau đó, ông ta lại dừng lại, bởi vì Mộ Niệm Niệm lại xuất hiện ở trước mặt ông ta. Mộ Niệm Niệm nhìn người đàn ông thần bí trước mặt, cười nói, chạy tiếp đi. Người đàn ông thần bí trầm giọng nói, tôn thượng đại nhân, tại hạ chắc đã mạo phạm rồi. Mộ Niệm Niệm cười nói, xem ra, lời mà ta nói, các ngươi chẳng hề coi ra gì. Người đàn ông thần bí nhìn Mộ Niệm Niệm, tôn thượng đại nhân. Mục đích của bọn ta chỉ là Diệp Huyên kia, không phải là tôn thượng đại nhân, tôn thượng đại nhân hà cớ gì lại nhúng tay vào chuyện này chứ? Mộ Niệm Niệm thấp giọng thở dài, nói thật, ta nhúng tay vào chuyện này thực ra là vì muốn tốt cho các ngươi. Người đàn ông thần bí khẽ nhíu mày, đây là ý gì? Mộ Niệm Niệm liếc nhìn người đàn ông thần bí một cái, lắc đầu, các ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã nhúng tay vào, chứ nếu để cô gái đó nhúng tay vào. Thì sẽ không phải là nói các ngươi đừng đến đây, mà là khiến các ngươi đi chầu Diêm Vương hết rồi. Nói thật, các ngươi nên cảm tạ ta làm như vậy chẳng khác gì đã gián tiếp cứu Tu Di Thần Quốc các ngươi mà. Người đàn ông thần bí nhìn Mộ Niệm Niệm, không nói gì. Hiển nhiên là ông ta không tin rồi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu mỉm cười, ta đã làm việc tốt nhưng lại vẫn bị các ngươi coi như kẻ thù, đúng là khổ quá mà. Nói xong. Nàng ta lấy ra một thanh trường đao, nào, ta chấp ngươi chạy trước 30 trượng. Người đàn ông thần bí không chút do dự, xoay người liền chạy, tốc độ của ông ta cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đến trước vách ngăn vũ trụ kia của đạo giới. Xong, chính vào lúc ông ta đang định tiến vào vách ngăn vũ trụ kia, một thanh đao đột nhiên phá không chém thẳng đến, người đàn ông thần bí còn chưa kịp phản ứng lại, thì thanh đao kia đã trực tiếp bổ thẳng vào cổ ông ta. Xoẹt. Một đầu lâu đẫm máu trực tiếp bay ra, tanh mùi máu tươi vô cùng.
Hai mắt của người đàn ông thần bí trợn tròn, ánh mắt ông ta đầy bất lực và kinh ngạc bàng hoàng. Thực lực của vị tôn thượng đại nhân này còn đáng sợ hơn so với những gì ông ta tưởng tượng. Trên tinh không xa xôi, Mộ Niệm Niệm nhún vai, thu thanh đao lại, tiếp tục gặm cá. Lúc này, giọng của Linh Nhi đột nhiên vang lên, bọn họ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Mộ Niệm Niệm cười nói, không sao, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không dám làm loạn đâu. Linh Nhi hỏi, thế sau đó thì sao? Mộ Niệm Niệm khẽ nói, sau đó thì là chuyện của bản thân hắn ta rồi. Trước vách ngăn vũ trụ đạo giới, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước thi thể của người đàn ông thần bí. Người đến chính là tướng quốc Phương Đường Sĩ Sia Tu Di thần quốc kia. Phương Đường Sĩ nhìn thi thể một hồi lâu, ông ta quay người lại, trước mặt ông ta là người đàn ông áo trắng không biết đã đứng đó từ bao giờ. Người đàn ông áo trắng tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ bình tĩnh, nhưng lại không nộ tự uy. Phương Đường Sĩ nói, Tống huynh, huynh thấy thế nào? Người này chính là võ chí tôn thượng tiếng tăm lẫy lừng của Tu Di thần quốc, trưởng quản thiên sách quân đội quân tinh nhuệ nhất của Tu Di thần quốc. Võ chí nhìn lướt qua thi thể của người đàn ông thần bí kia, khẽ nói, chắc là đã đạt đến trình độ đó rồi. Nghe vậy, Phương Đường Sĩ trầm mặc, sắc mặt lại thêm một phần ngưng trọng. Võ chí nhìn về phía tinh không, mà lúc này Mộ Niệm Niệm đang nướng cá đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên, muốn đánh nhau sao? Võ chí không có nhiều lời, xuất ra một quyền đấm. Một quyền này xuất ra, một đạo quyền ấn phá vỡ không gian, đánh thẳng về phía Mộ Niệm Niệm. Trong một đạo quyền ấn này, mang theo khí tức sát phạt vô tận, khí tức sát phạt này tựa như hồng thủy mãnh thú, sao khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Không chỉ vậy, trong đạo quyền ấn này còn ẩn chứa ba loại đạo tắc. Sao hồng thủy mãnh thú, ví với tai họa ghê gớm. Đạo tắc sát phạt. Đạo tắc quyền ý. Đạo tắc bá đạo. Ba loại đạo tắc đều đã đạt tới cực hạn. Một quyền này, đã không còn ở trong đạo. Trong tinh không, Mộ Niệm Niệm đặt con cá nướng trên tay xuống, lúc đạo quyền ấn kia tới trước mặt, nàng ta tiến lên trước một bước rậm xuống, không gian xung quanh trực tiếp trở nên mờ ảo. Mà lúc đạo quyền ấn kia tới trước mặt nàng ta đột nhiên điểm một chỉ tay ra, một chỉ tay này trực tiếp điểm lên đạo quyền ấn lớn mạnh kia. Ầm. Trong tích tắc, đạo quyền ấn kia trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tất cả tan thành mây khói. Toàn tinh không khôi phục lại dáng vẻ bình lặng. Võ chí kia nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, sau đó nói, đi. Nói xong, ông ta và Phương Đường Sĩ trực tiếp trở nên mờ đi. Khóe miệng Mộ Niệm Niệm khẽ nhếch lên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Dứt lời, tay phải của nàng ta đột nhiên cách không nắm chặt lại, trong phút chốc. Cơ thể hư ảo của võ chí và Phương Đường Sĩ bắt đầu dần dần hiện rõ lên. Nhìn thấy cảnh này, mặt của hai người đều biến sắc. Mà chính vào lúc này, võ chí kia đột nhiên lấy ra một thanh đoản đao chém về phía trước, một đường đao khí trực tiếp phá không tới trước mặt Mộ Niệm Niệm, xong, Mộ Niệm Niệm chỉ tùy tiện hất tay một cái, đường đao khí đó liền biến mất không thấy tăm hơi, mà lúc này, nàng ta đã xuất hiện ở trước mặt hai người võ chí và Phương Đường Sĩ. Nhưng chính vào lúc này, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên xuất hiện. Mộ Niệm Niệm khẽ chau mày, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên, một cây phi đao bút nhỏ bay thẳng xuống. Mộ Niệm Niệm cũng chỉ hướng lên trên một chỉ. Ầm. Một chỉ xuất ra, không gian phía trên đỉnh đầu nàng ta đột nhiên trở nên hư ảo, thế nhưng, thanh phi đao kia lại thế như trẻ tre, trực tiếp phá vỡ sức mạnh của Mộ Niệm Niệm, trong chớp mắt đã tới đỉnh đầu của Mộ Niệm Niệm. Thế nhưng, nó lại không đủ để giết chết Mộ Niệm Niệm. Lúc thanh phi đao kia đến cách vị trí đỉnh đầu Mộ Niệm Niệm vẫn còn mấy tấc nữa thì đã dừng lại rồi. Nói một cách chính xác thì là bị một tia kiếm ý chặn lại. Xuất kiếm ý rồi. Lúc này, thanh phi đao kia đột nhiên trở nên hư ảo, rồi biến mất. Thế nhưng, hai người võ chí và Phương Đường Sĩ kia cũng đã biến mất. Mộ Niệm Niệm nhìn vách ngăn vũ trụ trước mặt, sau một hồi trầm mặc, nàng ta khẽ nói, thời gian thật sự đã không còn nhiều rồi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi.
Vũ trụ lục duy. Diệp Huyên lúc này vẫn đang lĩnh hội đột nhất. Mà đám người trụ trì cũng vẫn đang đợi bên ngoài đại điện. Khoảng 5 ngày sau, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng trong đại điện đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên, khí tức xung quanh người hắn bắt đầu càng lúc càng mạnh. Cứ tiếp tục như vậy không biết bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, khoảnh khắc hắn vừa mới đứng dậy đó, không gian nơi hắn đang đứng trực tiếp trở nên hư ảo. Một lúc sau, hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại, một luồng khí tức lớn mạnh từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, nhưng rất nhanh ngay sau đó, luồng khí tức này trực tiếp bị một đường sáng màu vàng kim chấn áp. Sức mạnh Phật Pháp. Lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên, đột nhất rồi. Diệp Huyên gật đầu, có điều, không phải là đột nhất chân chính. Đột nhất chân chính. Diệp Huyên nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ra bản thân vẫn còn đang ở trong đạo, đột nhất này của hắn, không phải là đột nhất chân chính. Tầng 9 đột nhiên nói, bước chân của ngươi gần đây đã có chút to ra, cẩn thận dẫm phải mìn. Diệp Huyên. Tầng 9 lại nói, việc mà ngươi cần làm hiện giờ là củng cố cảnh giới của bản thân cho tốt, còn có thân xác của ngươi nữa, thân xác của ngươi tuy lớn mạnh, nhưng vẫn chưa đạt tới cực hạn. Nói thật, Phật Pháp của cổ tự đó có chút môn đạo, ngươi có thể học hỏi thêm. Diệp Huyên gật đầu, trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện ra vấn đề này, đó chính là những kinh Phật đó của Phật gia rất có ích cho hắn củng cố cảnh giới. Hắn hiện giờ có chút hiếu kỳ về kinh Phật trong thư phòng kia rồi. Cổ tự để ý như vậy, vậy thì quyển kinh Phật đó nhất định là một món đồ tốt mà. Thiên đạo vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên nghĩ đến Mộ Niệm Niệm, xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với Mộ Niệm Niệm. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nói, đại tỷ, có thể giúp ta che giấu cảnh giới không? Đại tỷ trầm mặc một lúc rồi nói, được. Diệp Huyên hỏi, ngay cả cường giả của đột nhất cực cảnh kia cũng không nhìn ra được chứ? Đại tỷ đáp, được. Nói xong, đạo tắc trong tháp đột nhiên rung lên, rất nhanh ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí trực tiếp phong tỏa lấy Diệp Huyên, chẳng mấy chốc, khí tức của hắn trực tiếp ẩn giấu đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, giấu đột nhất cảnh là đủ rồi. Hắn cũng coi như đã hiểu. Tầm ngầm mà đấm chết voi mới là thượng sách. Nếu như kẻ địch biết được hắn đã đạt đến đột nhất, nhất định sẽ chuẩn bị sức mạnh toàn lực tới đối phó hắn, nhưng nếu hắn vẫn là quy nguyên phá giới, đối phương sẽ khinh thường hắn. Một lúc sau, Diệp Huyên rời khỏi đại điện, hắn vừa rời khỏi đại điện liền nhìn thấy hai người trụ trì. Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyên, sững sờ, người vẫn chưa đột phá. Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Sắc mặt ảm đạm nói, thiếu chút may mắn. Sắc mặt của trụ trì có chút cổ quái. Bởi theo ông ta thấy, Diệp Huyên hẳn đã đủ để đạt tới đột nhất, cái tên này không chỉ mặt dày, mà thiên phú cũng rất mạnh. Nhưng ông ta lại không ngờ rằng Diệp Huyên lại chưa hề đột phá đến đột nhất. Có chút không tin, trụ trì lại nhìn đánh giá kỹ Diệp Huyên, nhìn từ khí tức của hắn, mặc dù khí tức của Diệp Huyên so với trước đây đã mạnh hơn không ít. Nhưng vẫn ở quy nguyên phá giới cảnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, kỳ thật, chỉ thiếu có một chút xíu, thiếu một chút mà thôi. Trụ trì hỏi, là ý gì? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, ta đã chạm tới ngưỡng đó rồi, nhưng vì lý do của riêng mình, vẫn còn thiếu chút nữa mới có thể đột phá điểm giới hạn đó. Nói đoạn, hắn lại lắc đầu thở dài, có chút nản lòng thoái chí. Trụ trì do dự một lúc. Sau đó nói, đừng nản lòng, nếu như ngươi đã chạm tới ngưỡng đó rồi, vậy thì chuyện đạt đến đột nhất chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi nên ngoan ngoãn tu hành Phật Pháp trong chùa. Diệp Huyên gật đầu, được. Chẳng mấy chốc, đám người trụ trì rời đi. Diệp Huyên đang định rời đi, thì lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói, trong lòng Diệp Huyên mừng rỡ, sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ. Diệp Huyên đã đến một vùng tinh không, tại tinh không, hắn đã nhìn thấy Mộ Niệm Niệm. Trước đó lúc ở bên dưới, hắn đã nhận được tin tức của Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên bước nhanh đến trước mặt Mộ Niệm Niệm, cười nói, Niệm tỷ, tỷ về rồi. Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm cười như không cười, cách xưng hô này thật thú vị.
Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nói, Niệm tỷ, khoảng thời gian này tỷ đã đi đạo giới sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, phải. Diệp Huyên nghiêm túc nói, thư phòng đang ở trong tay tỷ, đúng không? Mộ Niệm Niệm cười nói, đúng, có điều, hiện giờ không thể trả lại cho ngươi. Diệp Huyên liền vội nói, được, được, đừng trả lại cho ta. Món đồ chơi này hiện giờ ở trong tay hắn chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay, ở trong tay Mộ Niệm Niệm so với ở trong tay hắn an toàn hơn nhiều. Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, đi dạo với ta. Diệp Huyên liếc nhìn Mộ Niệm Niệm một cái, gật đầu, được. Mộ Niệm Niệm hướng về phía tinh không xa xôi mà bước đi, có biết phía trên đạo giới là nơi nào không? Diệp Huyên gật đầu, biết, Tu Di Thần Quốc. Mộ Niệm Niệm liếc mắt nhìn Diệp Huyên một cái, là đám hòa thượng kia nói với ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu, phải. Mộ Niệm Niệm cười nói, đám hòa thượng này thật thú vị. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tu Di Thần Quốc này cũng muốn đạo kinh sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, công dụng của đạo kinh nhiều hơn ngươi nghĩ, phải nói là, đạo kinh của đạo giới không phải là bản hoàn chỉnh, nếu ta đoán không lầm, Tu Di Thần Quốc cũng có đạo kinh thiên hàng, có điều, hai bên đều không đầy đủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, nghe nói đạo kinh có tổng cộng 9 quyển. Mộ Niệm Niệm cười nói, đúng vậy, không thể không nói, đây quả thực là một bộ kỳ thư. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ, tỷ không quan tâm đến đạo kinh này một chút nào sao? Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta tự có đạo của riêng mình, hà cớ gì cần sự chỉ dẫn của người khác chứ? Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên đối với Mộ Niệm Niệm, tỷ lợi hại. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, ta chẳng lợi hại tí nào cả, tỷ dụ như, ta thật sự đánh không lại cô gái váy trắng. Nghe vậy, Diệp Huyên suýt chút nữa thì ngất đi. Mộ Niệm Niệm đột nhiên cười nói, ngươi còn biết những gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, vùng cực lạc đó là một nơi thế nào? Hắn vẫn rất hiếu kỳ về vùng cực lạc mà cổ tự vẫn thường xuyên nhắc đến. Mộ Niệm Niệm nói, vùng cực lạc là nơi ở một đám hòa thượng. Đương nhiên, đám hòa thượng của nơi đó khác với đám hòa thượng ở đây, Phật Pháp cùng với tu vi của hòa thượng ở nơi đó cao hơn hòa thượng ở nơi này rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người đã trở thành đệ tử tục gia của cổ tự rồi. Diệp Huyên gật đầu, phải. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, cổ tự thì còn được, chứ Phật đạo của vùng cực lạc đó thì không có dễ bị lừa như vậy. Đương nhiên. Hiện giờ ngươi đã trở thành đệ tử tục gia của cổ tự, có nghĩa là sau này ngươi rất có thể sẽ tiếp xúc với nơi đó. Nếu như ngươi tiếp xúc với nơi đó, nhất định phải cẩn thận, đám đầu chọc đó không đơn giản, đặc biệt là, bọn họ cũng rất am hiểu thuật pháp nhất đạo nhân quả. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Mộ Niệm Niệm lại nói, còn phải cẩn thận một đám người. Diệp Huyên liền vội hỏi, đám người nào? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, lữ khách. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, giới ngân hà. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nơi đó có chút đặc biệt, theo như những gì mà ta biết, thì nơi đó có trận pháp thần bí cùng với sức mạnh thần bí trấn thủ, người bình thường vốn không thể bước vào nơi đó. Có điều, bọn họ cũng bị mắc kẹt ở nơi đó, không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tất nhiên, đây cũng là để bảo vệ bọn họ. Diệp Huyên có chút không hiểu, sao lại nói như vậy? Khóe miệng Mộ Niệm Niệm khẽ nhếch lên, người ở nơi đó, kỳ thực rất yếu. Tóm lại, nếu sau này ngươi gặp phải người của nơi đó, cẩn thận một chút là được. Đương nhiên, cũng không cần phải dồn hết tâm trí đi để ý tới bọn họ, mặc dù bọn họ đặc biệt, nhưng ngươi còn đặc biệt hơn. Diệp Huyên hỏi, đặc biệt, ta đặc biệt ở chỗ nào chứ? Mộ Niệm Niệm cười nói, chỗ nào cũng đặc biệt. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm lại nói, thực ra, vũ trụ này quả thực rất rộng lớn, vô biên vô tận, những điều chưa biết về nó có rất rất nhiều. Diệp Huyên trầm giọng nói, trụ trì đó còn nói có một phi thăng đài, cũng chính là thế giới bà xa kia. Niệm tỷ, tỷ biết nơi này không? Mộ Niệm Niệm gật đầu, biết một chút, nghe đồn đạo kinh chính là từ nơi này mà ra. Diệp Huyên hỏi, nghe đồn. Mộ Niệm Niệm trợn mắt nhìn Diệp Huyên một cái, có phải là ngươi cho rằng ta cái gì đều biết không?
Diệp Huyên mỉm cười, đúng vậy. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, ta không có hứng thú đi điều tra mấy thứ này, đối với ta mà nói, không uy hiếp đến vũ trụ ngũ duy là được. Diệp Huyên lại hỏi, thật sự có âm giới sao? Nghe vậy, Mộ Niệm Niệm bỗng nhíu mày, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cũng là đám đầu chọc đó nói sao? Diệp Huyên gật đầu. Sau một hồi trầm mặc, Mộ Niệm Niệm đáp, quả thực là có. Diệp Huyên vội hỏi, đó rốt cuộc là thế giới gì? Mộ Niệm Niệm khẽ nói, một nơi vô cùng đáng sợ. Nói đoạn, nàng ta chỉ vào mình, ngươi cảm thấy ta lợi hại không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, lợi hại, vô cùng lợi hại. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, ta không muốn chọc vào nơi đó. Diệp Huyên trầm mặc. Rất hiển nhiên, âm giới gì đó này rất đáng sợ. Mộ Niệm Niệm lại nói, nơi đó rất phức tạp, ta cũng hy vọng ngươi không có chuyện gì thì đừng có chọc vào nơi đó. Lúc cô gái váy trắng vẫn còn, ngươi chọc vào thì không sao, nhưng hiện giờ cô ta đã đi rồi, nếu dính vào nơi đó, ngươi sẽ bị giết chết đó. Diệp Huyên nở nụ cười, ta không chọc. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, trực giác mách bảo ta rằng, ngươi nhất định sẽ chọc vào. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Mộ Niệm Niệm nói, trên người ngươi có nguyên nhân tai ách, càng là chuyện chẳng lành, thì ngươi lại càng dễ đụng phải. Nếu không biết thì còn tốt, nhưng vấn đề là giờ ngươi đã biết đến nơi đó rồi, vậy nên, theo suy nghĩ của ta, ngươi nhất định sẽ tiếp xúc với nơi đó, hơn nữa quá nửa là ác duyên. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, đúng là không để cho người ta bớt lo mà. Diệp Huyên trầm giọng nói, Niệm Niệm, tỷ lợi hại như vậy. Tỷ có biết là ai đã tạo cho ta cái nguyên nhân tai ách này không? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không biết. Diệp Huyên hỏi, có thể tra ra không? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, có thể. Diệp Huyên đang định nói, thì Mộ Niệm Niệm lại nói, có thể tra, nhưng, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, là ý gì? Mộ Niệm Niệm cười nói, giống như trên người bình thường mọc ra một cái bướu. Nếu chém một đao, người nói xem sẽ thế nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, sẽ chết. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nguyên nhân tai ách này cũng giống như vậy. Một khi chúng ta tra ra, nguyên nhân tai ách này có thể sẽ bạo phát hoàn toàn. Nếu một khi nó bùng nổ, trực giác mách bảo với ta, sẽ có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Diệp Huyên trầm giọng nói, cũng tức là nói, bất luận ta làm gì, cũng đều không thể thay đổi vận xui của ta, đúng không? Mộ Niệm Niệm đột nhiên cốc đầu Diệp Huyên, đồ ngốc, ngươi có biết tại sao ngươi có thể sống đến tận bây giờ không? Diệp Huyên trầm giọng nói, bởi vì cô gái váy trắng. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không đơn thuần chỉ là bởi vì cô ta, mà còn bởi vì ngươi không ngừng cố gắng. Có thể nói với ngươi như này, cô gái váy trắng đã từng cho ngươi cơ hội lựa chọn, nếu ngươi lựa chọn là người bình thường, chắc chắn sẽ có thể sống một đời giàu sang phú quý. Bởi vì cô ta hoàn toàn có thể trấn thủ vũ trụ này, bảo vệ ngươi cả đời bình an. Thế nhưng, ngươi đã chọn võ đạo, nếu như đã lựa chọn con đường này, cô ta chỉ có thể cùng ngươi bước ra khỏi nơi đó. Mà con đường võ đạo, chỉ có thể tự mình bước đi. Cô ta cùng lắm chỉ là người hộ đạo của ngươi. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, thực ra ngươi đang không ngừng thay đổi vận mệnh của chính mình, phải nói là... Mỗi một quyết định của ngươi đều có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Đông đảo chúng sinh, rất nhiều người sinh ra trong gia đình bình thường, cũng có rất nhiều người sinh ra liền ngậm thìa vàng, có thể nói, điều này rất bất công, bởi vì kết cục của một vài người chẳng qua lại chỉ là sự khởi đầu của một vài người khác. Thế nhưng, mỗi người đều có khả năng thay đổi vận mệnh của chính mình. Mệnh không tốt thì là số phận bất công, nhưng nếu mệnh không tốt, ngươi lại không cố gắng, thì đó là vấn đề của bản thân ngươi. Diệp Huyên hỏi ngược lại, tại sao có người mệnh tốt, có người thì mệnh lại không tốt? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, người đi đường vô tình dẫm phải một con kiến, ta hỏi ngươi, con kiến đó có phải sẽ tự hỏi tại sao số mệnh của bản thân lại không tốt không? Diệp Huyên trầm mặc. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, Diệp Huyên, có một số người mệnh không tốt là do con người tạo ra, nhưng càng nhiều người mệnh không tốt, hoàn toàn là do số mệnh, mà số mệnh là bất định. Là thứ chưa biết được, người không biết thứ chưa biết này sẽ chọn chúng ai. Nếu như bị chọn chúng,
ngươi chỉ có thể đi thay đổi số mệnh này, mà không thể kháng nghị, cũng không đúng, nếu như ngươi nỗ lực thay đổi số mệnh của bản thân, thì cũng chẳng khác nào là kháng nghị rồi. Con người sợ nhất oán trời trách đất, cảm thấy ông trời bất công. Nói đoạn, nàng ta chỉ xuống phía dưới, ngươi nhìn phía dưới tinh không, vô số con kiến đang đi lại, mà ngươi tùy tiện dẫm một cái, có thể sẽ mang đi một loạt sinh mệnh, ngươi có từng nghĩ dẫm chết bọn chúng không? Không, lúc ngươi dẫm chết nó, có thể bản thân ngươi còn không biết mình đã dẫm chết nó rồi. Loài người các ngươi, không chỉ loài người, bao gồm tất cả sinh linh vạn vật này, đối với một vài sự tồn tại mà nói, thì cũng chẳng khác nào con kiến cả. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Mộ Niệm Niệm lại nói, kiếp nạn vũ trụ ngũ duy lần này, rất nhiều người sẽ chết, nhưng, cũng có một số người sẽ sống sót. Nói một cách đơn giản, khi thực lực ngươi đủ mạnh, thì ngươi có thể thay đổi số mệnh của chính mình. Cũng giống như ta, nếu như ta không có thực lực, thì ta sớm đã bị người khác bắt giam lại để cung cấp nuôi dưỡng linh khí rồi. Mà vũ trụ ngũ duy, cũng sẽ trở thành nơi cung cấp nuôi dưỡng linh khí của người ta. Có một câu nói của loài người mà ta rất thích, gọi là không ngừng cố gắng vươn lên, đây là một loại tinh thần, cũng là một loại văn hóa, thế nhưng, loài người thường có xu hướng phớt lờ loại tinh thần và văn hóa này. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ, ta đã hiểu rồi. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười một cái, hiểu thì tốt. Nhớ, đừng than phiền trên người bản thân có nguyên nhân tai ách, không có gì là tuyệt đối, chỉ cần vận dụng tốt, nhiều khi chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Tâm thái rất quan trọng. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ nhớ kỹ lời tỷ nói. Mộ Niệm Niệm khẽ vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, sau đó nàng ta liếm môi mình, tỷ nói nãy giờ có chút đói bụng rồi, người đi bắt cho ta mấy con cá tới đây đi. Ăn xong, chúng ta đi làm một chuyện lớn, một chuyện vô cùng lớn, tỷ của ngươi, muốn đại khai sát giới. Diệp Huyên. Chuyện lớn. Sắc mặt của Diệp Huyên có chút cổ quái. Hắn không hỏi là chuyện gì, mà đi bắt cá. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã bắt được hai con cá, hắn đích thân xuống bếp nướng cá cho Mộ Niệm Niệm. Tinh không thăm thẳm, bốn bể yên tĩnh. Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người, là một đống lửa, Diệp Huyên đang nướng cá. Trong tình huống bình thường, lửa không thể cháy ở trên bầu trời sao, nhưng, cả hai đều không phải là người thường. Chưa kể nhóm lửa trên bầu trời sao, thậm chí có thể làm nổ tung cả bầu trời sao. Một lúc sau, Diệp Huyên cầm một con cá đã nướng chín đưa cho Mộ Niệm Niệm, sau đó nói, Niệm tỷ, vừa rồi tỷ nói làm một chuyện lớn. Là làm chuyện lớn gì? Mộ Niệm Niệm khẽ liếm thử cá nướng, sau đó nói, đến Tu Di Thần Quốc. Diệp Huyên ngây người. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyên, dám đi không? Diệp Huyên chớp chớp mắt, Niệm tỷ, tỷ lại muốn chơi trò ám muội gì sao? Mộ Niệm Niệm trợn mắt nhìn Diệp Huyên một cái, trong lòng ngươi, ta chính là loại người này sao? Diệp Huyên cười giả chân, Niệm tỷ là người tốt. Mộ Niệm Niệm cười nói, lần này đi, là muốn để cho ngươi trì hoãn một khoảng thời gian. Ngươi hiện giờ, vẫn còn có thể đọ sức với đạo giới và cổ tự, nhưng, đó là ở trong tình huống Tu Di Thần Quốc không có nhúng tay vào. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ đã nhúng tay vào rồi. Mộ Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, là Niệm tỷ tỷ đã ngăn bọn họ sao? Mộ Niệm Niệm cười nói, ta khuyên bọn họ trở về rồi. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm lại nói, nhưng, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, vì vậy, ta muốn dẫn ngươi đến đó một chuyến, một là để giải quyết vấn đề này, bởi vì nếu không dọa cho bọn họ sợ một chút, mặc dù bọn họ sẽ không biểu hiện rõ ra, nhưng chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó sau lưng. Hai là dẫn ngươi đi trải sự đời một chút. Trải sự đời. Diệp Huyên gật đầu, được. Khỏi nói, hắn đúng là muốn hiểu biết về Tu Di Thần Quốc này một chút. Sau khi Mộ Niệm Niệm ăn cá nướng xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cá nướng rất ngon. Diệp Huyên nói, sau này ta sẽ thường xuyên nướng cho tỷ ăn. Mộ Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi thôi. Đi Tu Di Thần Quốc. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, ta đi phân phó một chút.
Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không cần, chúng ta rất nhanh là đã trở về rồi. Nói xong, nàng ta trực tiếp dẫn theo Diệp Huyên biến mất ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc, hai người bọn họ đã đến đạo giới. Diệp Huyên phát hiện, Mộ Niệm Niệm này đi lên đạo giới chẳng có chút khó khăn gì. Mà lúc xuyên qua vách ngăn vũ trụ kia, hắn cuối cùng cũng đã hiểu vì sao người của hạ giới rất khó để lên đây rồi. Bởi vì trận pháp của vách ngăn đó rất đáng sợ. Chỉ một chút sơ sẩy, liền sẽ thịt nát xương tan. Đương nhiên, đối với hắn vẫn chẳng có sự uy hiếp gì, thân xác hiện giờ của hắn, chỉ có thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Trước vách ngăn của đạo giới, Mộ Niệm Niệm đang chuẩn bị đột phá vách ngăn vũ trụ kia, thì lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, huynh chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, cách trước mặt hắn có một thiếu nữ đang đứng. Thiếu nữ nhìn Diệp Huyên, chớp mắt, ta tên là Trần Yêu Nghiệt. Trần Yêu Nghiệt. Diệp Huyên lướt nhìn cô bé đánh giá một lượt, rất nhanh ngay sau đó, vẻ mặt hắn ta lộ vẻ xúc động. Thiếu nữ này vậy mà lại là đột nhất. Thiếu nữ cười nói, ta vốn đang định đi tìm huynh, nhưng không ngờ tự huynh đã tới rồi. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, cô biết ta sao? Thiếu nữ lắc đầu, ta không biết huynh, có điều, có một tỷ tỷ nhờ ta chuyển lời tới huynh. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, tỷ tỷ. Thiếu nữ đáp, chính là một tỷ tỷ mặc váy trắng. Cô gái váy trắng. Nghe vậy. Diệp Huyên liền vội vàng nói, nàng ấy đã nói gì? Trần Yêu Nghiệt cười nói, tỷ ấy đang ở trên mây đợi huynh, huynh phải cố lên. Ở trên mây. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn vẫn còn nhớ ước định giữa hắn và cô gái váy trắng. Ở trên mây. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn về phía vách ngăn đạo giới trước mặt kia, Niệm Niệm, nàng ấy đang ở bên đó sao? Mộ Niệm Niệm lắc đầu. Không có. Diệp Huyên đang định nói, thì Mộ Niệm Niệm lại nói, cũng đừng hỏi ta cô ta đang ở đâu, tóm lại là ta không biết. Diệp Huyên cười khổ. Khỏi nói, hắn đúng là có chút nhớ cô gái váy trắng. Đúng lúc này, thiếu nữ kia đột nhiên cười nói, hai người muốn qua bên đó sao? Diệp Huyên thu hồi tâm tư, gật đầu, phải. Trần Yêu Nghiệt lắc đầu, hai người qua không nổi đâu. Bởi vì vách ngăn vũ trụ đó rất cứng, hai người vốn không thể nào mở ra được, ta. Đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm kia đột nhiên giơ ngón tay rạch một đường, ngay lập tức, vách ngăn vũ trụ kia trực tiếp nứt ra. Trần Yêu Nghiệt mắt chữ A mồm chữ O, đây. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Trần Yêu Nghiệt, muội xem, cái này không phải là rất đơn giản sao. Trần Yêu Nghiệt chớp chớp mắt, cái này, không đúng cho lắm. Mộ Niệm Niệm cười nói, không đúng chỗ nào chứ. Trần Yêu Nghiệt bước đến trước vách ngăn vũ trụ kia, lúc này, vách ngăn vũ trụ kia đã tự động khép lại. Trần Yêu Nghiệt vung đao chém một nhát. Ầm. Một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp khiến Trần Yêu Nghiệt bay ra cả ngàn trượng. Sắc mặt Diệp Huyên lộ vẻ xúc động, lúc này, hắn mới bỗng nhận ra, vách ngăn vũ trụ này rất không bình thường a. Phải biết rằng, thiếu nữ trước mặt này chính là đột nhất cảnh nha. Cách đó ngàn trượng, Trần Yêu Nghiệt liếc nhìn cánh tay đang tê dại của mình một cái, rồi nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, tại sao chứ? Mộ Niệm Niệm nghiêm mặt nói, muội muốn biết tại sao không? Trần Yêu Nghiệt liền vội gật đầu. Mộ Niệm Niệm cười nói, bởi vì muội vẫn chưa đủ mạnh. Trần Yêu Nghiệt có chút không phục, ta là đột nhất cảnh trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của đạo giới. Khóe miệng Mộ Niệm Niệm khẽ nhếch lên, vậy sao? Vậy sao muội không mở được vách ngăn vũ trụ này chứ? Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, hôm nay chưa có ăn cơm, nên sức không đủ. Diệp Huyên. Ha ha. Mộ Niệm Niệm cười phá lên, chưa ăn cơm. Tiểu muội muội, muội thật là dễ thương. Ta hỏi muội, muội có muốn trở thành đột nhất chân chính không? Trần Yêu Nghiệt nhìn về phía Mộ Niệm Niệm. Tỷ cũng nhìn ra ta không phải là đột nhất chân chính. Mộ Niệm Niệm gật đầu, phải. Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, tỷ có cách khiến ta đạt đến đột nhất chân chính sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, có. Trần Yêu Nghiệt nhìn Mộ Niệm Niệm, vậy tỷ có thể dạy ta không?
Mộ Niệm Niệm lắc đầu, ta không thể. Có điều. Nói đoạn, nàng ta chỉ về phía Diệp Huyên, nhưng hắn có thể. Trần Yêu Nghiệt nhìn Diệp Huyên một cái, sau đó lắc đầu, huynh ấy còn chưa đạt đến độn nhất nữa. Mộ Niệm Niệm cười nói, trong tay hắn có đạo kinh. Diệp Huyên. Trần Yêu Nghiệt nói, ta cũng có nghe nói. Nói đoạn, cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, huynh thực sự có đạo kinh sao? Diệp Huyên gật đầu, phải. Trần Yêu Nghiệt chớp mắt, có thể cho ta mượn xem thử không? Diệp Huyên cũng chớp mắt, đó là thứ rất chân quý. Trần Yêu Nghiệt nghiêm mặt nói, đợi sau khi ta đạt đến độn nhất, ta liền sẽ quên ngay. Diệp Huyên cạn lời. Trần Yêu Nghiệt lại nói, được không? Diệp Huyên cười nói, hiện giờ ta vẫn chưa thể mở thư phòng ra, không có cách nào lấy được đạo kinh ở trong đó. Hay là thế này, muội đi theo ta, đợi sau khi ta có thể mở thư phòng ra lấy được đạo kinh rồi, ta liền sẽ đưa cho muội mượn xem, muội thấy thế nào? Trần Yêu Nghiệt liền vội nói, thật không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, thật. Trần Yêu Nghiệt liền vội nói, được, ta đi theo huynh. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm cười nói, chúng ta phải đi qua bên đó, muội đi không? Trần Yêu Nghiệt có chút do dự, ra ra nói bên đó rất nguy hiểm. Mộ Niệm Niệm cười nói, vậy là muội không dám đi rồi. Trần Yêu Nghiệt hừ lạnh một tiếng, ai không dám chứ? Đi. Mộ Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đi. Nói xong, nàng ta điểm một chỉ, vách ngăn vũ trụ kia trực tiếp mở ra. Rất nhanh ngay sau đó ba người liền biến mất ở trong vách ngăn vũ trụ đó. Lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Huyên, nhà đầu này gặp phải hai tên lừa bịp siêu cấp các ngươi. Thật bất hạnh làm sao? Diệp Huyên. Sau khi tiến vào vách ngăn vũ trụ kia, cả ba người liền bị một luồng sức mạnh to lớn cuốn vào trong một vòng xoáy. Vòng xoáy không gian. Trong vòng xoáy đó, dáng mặt của Mộ Niệm Niệm bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Nhưng Diệp Huyên với Trần Yêu Nghiệt kia thì lại không giống như vậy, sắc mặt của hai người bọn họ lập tức trở nên tái nhợt, Diệp Huyên không dám bất cẩn, vội vàng kích hoạt kim cang Phật thể của bản thân, sau khi kim cang Phật thể xuất hiện, hắn lập tức cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Diệp Huyên nhìn về phía Trần Yêu Nghiệt đang ở bên cạnh, Trần Yêu Nghiệt có một luồng đao khí hộ thể vô hình quanh người. Sức mạnh của dòng không gian hỗn loạn kia không thể phá vỡ đao khí của cô bé. Nha đầu này lợi hại. Trong lòng Diệp Huyên có chút kinh ngạc, mặc dù nha đầu này cũng không phải là độn nhất chân chính, thế nhưng, cảnh giới giống hắn, đều là ngụy độn nhất, hơn nữa, nha đầu này vẫn là độn nhất trung cảnh. Quan trọng nhất là, nha đầu này tuổi vẫn còn trẻ a. Mộ Niệm Niệm cũng liếc nhìn Trần Yêu Nghiệt một cái, lúc này, giọng nói của Diệp Huyên vang lên trong đầu nàng ta, Niệm tỷ, tỷ thấy nha đầu này thế nào? Mộ Niệm Niệm cười đáp, cũng được. Cũng được. Diệp Huyên liếc nhìn Mộ Niệm Niệm một cái, không nói gì. Mộ Niệm Niệm lại nói, thiên phú là quan trọng, nhưng tâm tính càng quan trọng hơn. Nha đầu này vẫn chưa trải qua đại nạn, tâm tính và tính nết có phần khiếm khuyết, sau này sẽ gặp kiếp số. Diệp Huyên trầm mặc. Tâm tính. Cũng phải, nhà đầu này vừa nhìn liền biết là được bảo bọc rất tốt, nhân tình thế sự còn rất thiếu sót. Chính vào lúc này, Trần Yêu Nghiệt đột nhiên nói, chúng ta phải đi đâu? Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Trần Yêu Nghiệt, cười nói, đến Tu Di Thần Quốc. Muội biết Tu Di Thần Quốc không? Trần Yêu Nghiệt lắc đầu, không biết. Nói đoạn, cô bé do dự một chút, sau đó nói, chúng ta còn có thể trở về không? Mộ Niệm Niệm cười nói, có. Trần Yêu Nghiệt đang định nói, thì đúng lúc này, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên từ xa cuồn cuộn kéo tới phía bọn họ. Diệp Huyên nhìn về phía xa, ở trong dòng không gian hỗn loạn kia, một bóng người đột nhiên phá không hiện ra, là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn ba người Diệp Huyên, tức giận quát, kẻ tới là kẻ nào? Dám xâm phạm Tu Di Thần Quốc, chẳng lẽ... Diệp Huyên đang định nói thì Mộ Niệm Niệm đột nhiên hất tay phải một cái. Người đàn ông trung niên kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đầu đã trực tiếp bay đi, máu tươi bắn tung tóe.
Diệp Huyên và Trần Yêu Nghiệt sững sờ. Hai người nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười nói, lần này chúng ta tới là để đánh nhau, chứ không phải tới để nói chuyện phiếm. Diệp Huyên. Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, vị tỷ tỷ này, ta thấy trước khi tỷ giết ông ấy, nên để cho ông ấy nói hết câu đã chứ. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm nhìn Trần Yêu Nghiệt, cười nói, tại sao? Trần Yêu Nghiệt liếc nhìn Mộ Niệm Niệm một cái, cô bé do dự hồi lâu, sau đó nói, nếu như có ngươi giết ta, mà không để cho ta nói hết câu, ta sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Diệp Huyên. Giờ phút này, Diệp Huyên thật sự cạn lời. Sóng não của cái tên Trần Yêu Nghiệt này quả nhiên không theo lối thường. Mộ Niệm Niệm cũng lắc đầu cười, đúng là một cô nhóc đáng yêu. Trần Yêu Nghiệt đi tới bên cạnh Mộ Niệm Niệm, nàng ta thoáng liếc về phía xa, sau đó nói, ta thấy hơi nguy hiểm sao ấy. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, lúc này hắn cũng cảm nhận được đôi phần nguy hiểm. Mộ Niệm Niệm cười bảo, có người tới. Nàng ta vừa dứt lời, nơi cách chỗ cả ba đang đứng không xa đột nhiên rung bần bật, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt họ. Người này chính là tướng quốc Phương Đường Sĩ của Tu Di Thần Quốc. Phương Đường Sĩ nhìn Mộ Niệm Niệm, tôn thượng đại nhân. Mộ Niệm Niệm cười bảo, lại gặp nhau rồi. Phương Đường Sĩ trầm giọng nói, tôn thượng đại nhân muốn một mình đối đầu với cả Tu Di Thần Quốc sao? Khóe miệng Mộ Niệm Niệm khẽ cong, không được à? Phương Đường Sĩ chỉ nhìn Mộ Niệm Niệm mà không nói gì. Thật ra Tu Di Thần Quốc không hề sợ cô gái trước mắt này. Nhưng bọn họ cũng không muốn liều mạng với Mộ Niệm Niệm, một khi đã đối đầu với cường giả như thế này, đối với Tu Di Thần Quốc mà nói, sẽ tạo thành thương tổn vô cùng lớn. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên lấy thư viện của Diệp Huyên ra, cười bảo, nói cho bệ hạ của các ngươi biết, tòa thư viện này đang ở trong tay ta, mà bên trong đó chứa cả đạo kinh. Phương Đường Sĩ nhìn Mộ Niệm Niệm. Ông ta không hiểu ý của Mộ Niệm Niệm cho lắm. Nàng ta muốn làm gì đây? Tự đại? Hay là tự tin? Vẻ mặt Phương Đường Sĩ trở nên ngưng trọng. Loại cường giả như Mộ Niệm Niệm chắc chắn không thể nào ngu ngốc mà tự đại được. Nếu đối phương đã dám tới đây thì chỉ có đúng một lời giải thích, đó chính là nàng ta quá tự tin. Mộ Niệm Niệm đột nhiên cười bảo, chẳng phải các ngươi muốn đạo kinh sao? Ta mang đến cho các ngươi đây này. Phương Đường Sĩ nhìn Mộ Niệm Niệm, tôn thượng đại nhân chờ một lát. Dứt câu, ông ta xoay người rời đi. Nhưng Mộ Niệm Niệm lại đột nhiên cất lời ngay lúc này, không cần. Phương Đường Sĩ nhìn Mộ Niệm Niệm, nàng ta cười bảo, hôm nay ta đến để giết người, chứ không phải đàm phán. Dứt lời, tay phải của nàng ta cách không khí quơ về phía Phương Đường Sĩ. Uỳnh. Không gian xung quanh Phương Đường Sĩ lập tức trở nên mờ ảo, sắc mặt ông ta đại biến, ông ta muốn rút lui nhưng vẫn bị chậm chân, luồng sức mạnh kia đã giam cầm ông ta lại. Đúng lúc này, một cây phi đao đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Mộ Niệm Niệm. Lúc cây phi đao kia xuất hiện, sắc mặt Diệp Huyên và Trần Yêu Nghiệt đều hoàn toàn biến đổi. Nguy hiểm! Đây chính là cảm giác của hai người họ lúc này. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng ngưng trọng. Trực giác cho hắn biết rằng nhục thể của hắn không thể đọ lại được cây phi đao này. Khóe miệng Mộ Niệm Niệm cong lên tạo thành một nụ cười lạnh, nàng ta phất lờ cây phi đao, mà bỗng nhiên cua tay phải một cái. Uỳnh! Phương Đường Sĩ lập tức bị giết chết trong tức khắc. Cả thể xác lẫn linh hồn đều không còn. Phương Đường Sĩ đã bị xóa bỏ khỏi thế gian như thế đấy. Lúc này, cây phi đao trên đỉnh đầu Mộ Niệm Niệm đã dừng lại. Vì nó bị một tia kiếm ý ngăn trở. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía xa, ông thật sự tưởng rằng phi đao rách nát đó có thể ngăn được ta. Dứt lời, nàng liền búng tay một cái. Uỳnh! Cây phi đao kia lập tức vỡ nát. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía xa, cười bảo, nào, để ta xem Tu Di Thần Quốc các ông có thể trả cái giá lớn cỡ nào để giết ta đây. Nói rồi, nàng ta bay về phía xa xa. Diệp Huyên và Trần Yêu Nghiệt vội vàng đi theo. Trần Yêu Nghiệt khẽ huých tay Diệp Huyên, cô gái đó lợi hại thật. Diệp Huyên gật đầu. Rất hiển nhiên,
Mộ Niệm Niệm còn giỏi hơn những gì hắn từng nghĩ. Rốt cuộc Mộ Niệm Niệm mạnh đến mức nào nhỉ? Đúng lúc này, một luồng sáng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người, loáng cái, cả ba đã đi xuyên qua luồng sáng kia, đi tới phía trên một vùng biển. Hướng mắt nhìn quanh đều là núi cao sừng sững bao vây. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, nàng ta cười nói, đây chính là Tu Di Thần Quốc, còn được gọi là Tu Di Thần Giới. Diệp Huyên thoáng do dự một lát mới cất lời, ta nghe nói hoàng tộc của Tu Di Thần Quốc này có tổ huyết, chẳng rõ có đúng không? Mộ Niệm Niệm cười đáp, đúng vậy, là loại tổ huyết cực kỳ mạnh. Diệp Huyên vội hỏi, nếu so với huyết mạch của ta thì bên nào mạnh hơn? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, chỉ bằng lát nữa cho người đánh một trận. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, cũng được đó. Mộ Niệm Niệm bật cười ha hả, đến rồi. Nàng vừa dứt lời, thì ngay trước mặt ba người bọn họ đột nhiên có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Võ Chí. Cũng chính là thống lĩnh của Thiên Sách Quân thuộc Tu Di Thần Quốc. Võ Chí nhìn Mộ Niệm Niệm, có vẻ các hạ khinh người quá đáng rồi đấy. Mộ Niệm Niệm cười đáp, không phục à, thế thì đánh đi. Võ Chí híp mắt, tay phải của ông ta chậm rãi nhắm chặt, đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên đánh ra một quyền, cút. Giọng nói vang dội như sấm, chấn động cả đất trời. Trong đó còn chứa cả quyền ý. Nắm đấm vừa được tung ra, sắc mặt Võ Chí liền biến đổi, ông ta đan chéo hai tay phía trước, rồi đánh mạnh một chiêu, chấn thiên địa. Lời vừa dứt, ở vị trí Võ Chí đột nhiên xuất hiện hư ảnh của một dãy núi lớn vạn trượng, ngọn núi chắn ngang trời đất, chẳng khác gì tường đồng vách sắt. Nhưng dưới sự tấn công bùng nổ của quyền ấn Mộ Niệm Niệm tung ra, hư ảnh dãy núi sừng sững kia cũng bị chấn động mạnh, nhanh chóng nứt dần, rồi vỡ vụn. Võ Chí lập tức lùi về phía sau đến hơn vạn trượng. Bị áp đảo hoàn toàn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Mộ Niệm Niệm, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Rốt cuộc cô gái Niệm tỷ này mạnh cỡ nào chứ? Trần Yêu Nghiệt cũng chấn động chẳng khác gì Diệp Huyên, chỉ có điều nàng còn thể hiện nó ra cả sắc mặt. Hai mắt nàng mở to, giờ phút này, nàng thật sự không dám tin vào mắt mình. Trước giờ nàng ta vẫn luôn cảm thấy bản thân vô cùng lợi hại, nhưng lúc này đây, suy nghĩ đó đã bị mài mòn, nàng không còn thấy mình lợi hại như trước nữa. Ở chân trời phía xa, Võ Chí gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, lúc này trong lòng ông ta cũng chấn động không kém, sự cường đại của cô gái kia đã vượt ngoài dự đoán của ông ta. Ông ta căn bản không phải đối thủ của nàng ta. Nghĩ tới đây, thân thể của Võ Chí dần dần mờ đi. Phải trốn thôi. Ở nơi xa, khóe miệng Mộ Niệm Niệm khẽ cong, muốn lỉnh à. Dứt lời, nàng ta liền muốn ra chiêu, song đúng lúc này, bốn trung niên nam tử lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Niệm Niệm không xa. Gã cầm đầu nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, phái tiên kiếm xin lĩnh giáo các hạ. Dứt lời, gã liền chỉ tay một cái, xuất kiếm. Ong tương đương tương đương. Tiếng kêu réo của bốn thanh kiếm đột ngột vang vọng, ngay sau đó, cả bốn thanh lao vút lên trời, giữa không trung, trông chúng chẳng khác nào bốn ngôi sao băng đang chém xuống nhanh như chớp. Nhìn thấy cảnh ấy, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề, cảnh giới kiếm đạo của bốn kẻ này đều là kiếm tâm tự tại. Không ngờ thành tựu kiếm đạo lại cao tới vậy. Bốn thanh kiếm đồng loạt chém về phía Mộ Niệm Niệm từ bốn phía, không thể không nói cả bốn thanh kiếm này đều rất mạnh, mũi kiếm chĩa tới chỗ nào là chỗ đó liền hóa hư không. Mộ Niệm Niệm ở bên dưới lắc đầu, làm màu. Dứt lời, nàng ta đạp nhẹ chân phải xuống đất. Quỳnh! Giây phút ấy, bốn thanh kiếm lập tức ngừng lại giữa không trung, tiếp theo, nàng khẽ phất tay một cái, chém. Lời nói vừa dứt. Bốn thanh kiếm đổi chiều tấn công, chém ngược về phía bốn tên kiếm tu kia. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt cả bốn đều tái mét, bọn chúng muốn điều khiển bốn thanh kiếm, không ngờ tốc độ bay của kiếm lại đột ngột tăng mạnh. Phụt 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 phụt. Bốn tên kiếm tu còn chưa kịp phản ứng thì đầu của chúng đã bay thẳng ra ngoài. Máu tươi phun như suối. Mộ Niệm Niệm khẽ vẩy tay phải, bốn thanh kiếm kia liền rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, tặng ngươi đấy. Diệp Huyên vội vàng thu bốn thanh kiếm kia về, thứ này chơi có vẻ vui đây.
Lúc này, Mộ Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về chân trời phía xa, cười nói, quốc chủ Tu Di, xuất hiện coi nào. Hay nên nói là ông vẫn muốn tiếp tục phái người đi tìm chết. Lúc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại chân trời. Đó là một người đàn ông trung niên. Người này mặc long bào màu trắng, đầu đội mũ quan hình rồng, trên người phát ra một luồng áp lực vô hình, không chỉ có thể, xung quanh ông ta còn có một con rồng vàng bay lượn. Diệp Huyên nói khẽ, đây chính là quốc chủ Tu Di thần quốc sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, đáp đúng vậy. Diệp Huyên nhìn về phía quốc chủ Tu Di thần quốc, hắn không hề cảm nhận được hơi thở của đối phương. Có thể thấy rõ thực lực của người này còn ở trên cảnh giới độn nhất. Điều này cũng có nghĩa là, thực lực của Mộ Niệm Niệm cũng cao hơn cảnh giới độn nhất. Là trên độn nhất. Nghĩ tới đây, da đầu Diệp Huyên cũng tê dần dần. Cô gái này đã vượt qua cảnh giới độn nhất, vậy mà vẫn còn ở ngũ duy. Vậy thì người của ngũ duy sao có thể đấu nổi nàng ta? Đừng nói là ngũ duy, khéo khi cả đạo giới cũng không đủ thực lực đấu với nàng ta. Cô nàng Niệm tỷ này quá khủng khiếp rồi đó. Trong lòng Diệp Huyên vô cùng chấn động, bởi vì hắn đã từng thử đoán thực lực của Mộ Niệm Niệm, có lẽ cô gái này là độn nhất cực cảnh, chính là cấp bậc độn nhất thực sự, nhưng không ngờ thực lực của nàng ta còn trên cả độn nhất. Ở chân trời, quốc chủ Tu Di thần quốc nhìn Mộ Niệm Niệm, các hạ thật lớn lối. Mộ Niệm Niệm cười nói, ta cho ông hai lựa chọn. Thứ nhất, trong 3 năm tới, không được để bất cứ kẻ nào của Tu Di thần quốc bước chân vào đạo giới. Thứ hai, giờ ông hãy đánh chết ta, tất nhiên, cũng có thể là ta đánh chết ông. Quốc chủ Tu Di cười nói, để ta xem thử thực lực của các hạ coi sao. Mộ Niệm Niệm gật đầu, chốt. Dứt lời, nàng ta liền mở lòng bàn tay, kiếm đâu. Nói xong, một thanh kiếm từ bên trong thân thể Diệp Huyên đột nhiên bay ra, ngay sau đó, nó đã nằm gọn trong tay Mộ Niệm Niệm. Kiếm Thiên Đạo. Mộ Niệm Niệm nhìn sang Diệp Huyên, cười bảo nhìn cho kỹ, xem chị đây chơi kiếm thế nào nhé. Tiếp theo đó, nàng ta cầm kiếm chém một nhát về phía chân trời. Một luồng kiếm khí phá không lao vụt đi. Chỉ là một đạo kiếm khí đơn giản, cách bay đi cũng rất bình thường, đến Diệp Huyên cũng không nhìn ra điểm đặc biệt nào cả. Nhưng sắc mặt của quốc chủ Tu Di lại lập tức biến đổi. Vẻ mặt ông ta vô cùng nặng nề. Lúc này, quốc chủ Tu Di đột nhiên mở bàn tay ra, sau đó quơ một cái, ngự. Lời vừa dứt, con rồng lớn màu vàng bên cạnh ông ta đột nhiên thét gào, lập tức hóa thành một vệt sáng màu vàng chắn trước mặt ông ta. Kiếm khí lao tới. Uỳnh. Kim quang kia lập tức vỡ vụn, tiếp theo đó, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp chân trời. Là tiếng ngâm của con rồng kia. Tiếng gào đó mang theo sự đau đớn vô tận. Quốc chủ Tu Di cũng nhanh chóng lùi lại phía sau đến vài vạn dặm, vậy mà luồng kiếm khí kia vẫn chưa hề biến mất. Sau khi dừng lại được, thân thể của quốc chủ Tu Di lập tức vỡ nát, cùng lúc đó, một tia kiếm khí xuất hiện ở ngay trước mặt ông ta chừng hơn trượng. Kiếm khí cũng không chém chết quốc chủ Tu Di. Giờ phút này, ở bốn phía xuất hiện vô số cường giả. Trong đó phải có chừng 30 người có thực lực độn nhất cực cảnh. Ngoài ra còn có một vài cường giả không rõ thực lực, tất cả đều đang chạy về phía này tựa như đóng chiều. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên ngưng trọng, không ngờ Tu Di thần quốc này lại khủng khiếp tới vậy. Diệp Huyên vội vàng nói ngay, ấy ấy, mời Niệm tỷ. Đám cường giả có mặt đều lộ rõ vẻ mặt quái lạ cùng cực, tất nhiên thứ nhiều nhất trong mắt họ vẫn là e dè. Quốc chủ Tu Di thần quốc bị đánh bại chỉ sau một kiếm. Trong lòng bọn họ lúc này vô cùng chấn động. Mộ Niệm Niệm bật cười, nàng ta không để ý đến đám cường giả đông đúc xung quanh, mà đi thẳng về phía quốc chủ Tu Di, cười bảo ta cảm thấy giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi đấy. Ngươi thấy sao? Quốc chủ Tu Di nhìn Mộ Niệm Niệm, nói chuyện. Cuối cùng ông ta cũng không dám ương ngạnh nữa. Thứ nhất, nếu ông ta tiếp tục ương ngạnh, vậy thì chết là cái chắc. Thứ hai, chưa chắc đám người xung quanh có thể giữ chân được cô gái này. Cô gái này còn mạnh gấp mấy lần những gì ông ta đã đoán.
Nghe thấy lời quốc chủ Tu Di, Mộ Niệm Niệm bèn cười nói, được, ý của ta rất đơn giản. Đó chính là khi ta còn sống, các ông không được tới tìm cậu bạn nhỏ này của ta để gây phiền phức, thế nào? Quốc chủ Tu Di nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cũng được. Mộ Niệm Niệm cười đáp, tốt lắm. Dứt lời, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên ngớ người, thế thôi mà đã đi luôn á. Mộ Niệm Niệm đã quay người cất bước rời khỏi. Diệp Huyên và Trần Yêu Nghiệt vội vã đi theo. Song đúng lúc này, mấy chục luồng thần thức hệt như một tấm lưới đột nhiên bao vây ba người Mộ Niệm Niệm lại. Mộ Niệm Niệm nhìn lướt bốn phía, muốn chết phải không? Đám cường giả kia chỉ nhìn Mộ Niệm Niệm mà không nói gì, tuy trong mắt bọn họ đầy vẻ e dè, nhưng không hề sợ hãi. Vì phe họ đông người. Đúng lúc này, quốc chủ Tu Di đột nhiên cất lời, để bọn họ đi. Nghe thấy vậy, đám cường giả xung quanh liền lũ lượt lui ra. Mộ Niệm Niệm quay đầu liếc nhìn quốc chủ Tu Di, cười nói, có lẽ các ngươi không tin, nhưng ta làm thế này thật ra là vì cứu các ngươi. Bởi ta rất tốt tính, còn hiểu lý lẽ, đổi lại là người khác, thì các ngươi sẽ không may mắn vậy đâu. Đám người. Quốc chủ Tu Di gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, nhưng lúc này nàng đã dẫn hai người Diệp Huyên rời khỏi đó rồi. Đổi lại là người khác ư? Đổi là ai cơ? Thắc mắc này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu quốc chủ Tu Di. Lúc này, Võ Chí xuất hiện trước mặt quốc chủ Tu Di, ông ta trầm giọng hỏi, phương tướng quốc đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Giếng luân hồi sâu tới khó lường. Quốc chủ Tu Di khẽ nhắm mắt, nàng ta mạnh hơn những gì chúng ta đã tưởng tượng nhiều lắm. Võ Chí trầm giọng, vậy đạo kinh. Quốc chủ Tu Di khẽ đáp, không sao, tạm thời không giành lấy là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.